MC Thanh Show Audio Chuyện hay kính chúc quý khán giả có những phút vui vẻ và thoải mái trên kênh. Bên dưới phần mô tả tim có để danh sách phát của bộ truyện cũng như các bộ truyện khác đang phát trên kênh, anh em kích vào để nghe trọn bộ nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Chí Tôn Thần Điện tập 248. Sung Hô thi triển ra nguyên thủy thần thể, hồng hoang cổ lão khí tức lan tràn ra. Hiển nhiên, hắn nguyên thủy thần thể vô cùng cường đại. Đệ cửu giai đoạn, Lục Minh vừa cảm ứng, liền biết đối phương nguyên thủy thần thể đã tu luyện tới đệ cửu giai đoạn, khoảng cách ngưng tụ nguyên thủy thần huyết cũng không xa. Đương nhiên, muốn vượt qua một bước kia, không có đơn giản như vậy, cần thiên phú cùng cơ duyên. Sung Hô hóa ra nguyên thủy thần thể, liền hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Hơi thở thật là mạnh, thần quân bát trọng. Thần quân bát trọng đối thần quân ngũ trọng, không có bất ngờ. Vị kia, tựa như là Hắc Huyết Điện mời tới ngoại viện a. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Hắc Huyết Điện người càng là cười lạnh. Mà mặt khác dưới chiến đài, Hàn Phong, Tề Bình đám người, cũng đang chú ý bên này. Trước đó mặt khác chiến đài, Hàn Phong cùng một cái khác thánh tâm tộc thanh niên, đều lấy được thắng lợi. Ba cái tử nhãn kim nhạn tộc, đồng dạng chiến thắng, bất quá Tề Bình vận khí không tốt, gặp một cao thủ, bị đánh bại, cho nên hắn sắc mặt khó coi rất, giờ phút này nhìn thấy Lục Minh gặp một cao thủ, lập tức cười lạnh nói. Mục Vân tiểu tử này, khẳng định phải nhận thua, thật hy vọng hắn không muốn nhận thua à. Tề Bình trong mắt lấp lóe lãnh quang, thật hy vọng Lục Minh vờ ngớ ngẩn không nhận thua, sau đó bị Sung Hô đánh giết. Đương nhiên, hắn biết rõ cái này là không thể nào, đối mặt đối thủ như vậy, Lục Minh sẽ không nhận thua. Các ngươi, ai muốn nhận thua? Trọng tài Lưu Phi Xuyên bay một câu, ánh mắt lại là quét về phía Lục Minh. Hắn thấy, Lục Minh cùng Sung Hô tầm đó, chênh lệch quá lớn. Ở thần quân cảnh, chênh lệch tam trọng tu vi, đây là khác nhau trời vực chênh lệch. Lục Minh căn bản không thể nào là Sung Hô đối thủ. Hắn cho rằng, Lục Minh hẳn là sẽ nhận thua. Nhưng là, Lục Minh lại lắc đầu. Sung Hô lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Hắn là Hắc Huyết Điện tiêu phí trọng đại đại giới mời tới ngoại viện, lấy người tiền tài, giúp người tiêu tai. Hắc Huyết Điện điện chủ cáo chi qua hắn, nếu như ở thời điểm tranh tài gặp được Phong Đô kiếm phái người, tuyệt đối không nên lưu tình, ra tay độc ác, đánh giết đối phương cũng không sao. Hắn lúc đầu cũng là để vì Lục Minh sẽ nhận thua, không nghĩ tới, Lục Minh thế mà không nhận thua, vậy càng tốt, hắn sẽ cho Lục Minh biết cái gì gọi là hối hận. Thế mà không nhận thua. Hàn Phong, Tề Bình đám người cũng là sững sờ. Bất đồng chính là, Tề Bình đại hỉ. Ha ha, tiểu tử này thực sự là ngu xuẩn, đối mặt thần quân bát trọng, thế mà không nhận thua, thực sự là tự tìm cái chết à. Tề Bình quả thực kém chút cười ra tiếng. Mà Hàn Phong, chỉ là lạnh rên một tiếng, có chút đáng tiếc. Hắn đáng tiếc là, không thể tự tay đánh chết Lục Minh. Hắn vốn là suy nghĩ chuyện này qua đi, tự tay đánh chết Lục Minh, nhưng hiện tại xem ra, Lục Minh quả thực tự tìm cái chết. Đều không cần hắn tự mình xuất thủ. Lưu Phi Xuyên cũng là hơi sững sờ, nhưng không lại nhiều lời, nói tất nhiên không có người nhận thua, cái kia bắt đầu tranh tài a. Giết! Lưu Phi Xuyên thoại âm vừa dứt, Sung Hô liền hướng Lục Minh đánh giết mà đến. Sung Hô hóa thành nguyên thủy thần thể, là một cái cự điểu, cánh khẽ vỗ, mang theo tựa là hủy diệt cuồng phong, vồ giết về phía Lục Minh. Cánh như đao, hướng về Lục Minh áp đi, kinh khủng lực lượng, muốn lập tức đem Lục Minh đánh thành tan xương nát thịt. Đối mặt một kích này, Lục Minh thần sắc như thường. Sung Hô chiến lực là không sai, nhưng chỉ là thần quân bát trọng bên trong thiên kiêu mà thôi, kỳ thật. Ban đầu ở Long tộc mẫu tinh bên trong, Lục Minh gặp phải các tộc thiên kiêu, có ít người đã từ lâu đem nguyên thủy thần thể, tu luyện tới đệ cửu giai đoạn. Thậm chí đã có người thành công ngưng tụ ra nguyên thủy thần huyết. Những cái này đỉnh cấp đại tộc đỉnh cấp thiên kiêu, kỳ thật đều không kém. Cho nên, Sung Hô ở Lục Minh trong mắt, cũng chỉ là một cái bình thường thiên kiêu mà thôi. Liền ở Sung Hô cánh, sắp chém trúng Lục Minh thời điểm, Lục Minh xuất thủ. Bá! Bàn tay hắn như đao. Chém một cái mà ra. Đụng. Lục Minh bàn tay, cùng Sung Hô cánh đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, đón lấy, lông vũ bay tán loạn, Sung Hô cái kia thân thể khổng lồ, bay ngược mà quay về, máu tươi văng khắp nơi. Cái gì? Nhưng phàm là chú ý người bên này, con mắt cũng không khỏi trừng lớn, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Bị đánh bay, thế mà không phải Lục Minh, mà là Sung Hô. Hơn nữa, Sung Hô là bị tổn thương mà lui. Thần quân ngũ trọng, chính diện đại chiến, thế mà một chiêu đả thương một vị thần quân bát trọng thiên kiêu, điều này sao có thể?
Hắc Huyết Điện người ngây ngẩn cả người, Hàn Phong, Tề Bình mấy người cũng ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đầu óc không có quay lại. Không đợi đám người kịp phản ứng, Lục Minh hướng về Sung Hô trùng sát đi. Giết! Lục Minh hét lớn, đấm ra một quyền, kinh khủng quyền kình quán thông hư không, trực tiếp đem Sung Hô cánh đánh xuyên, sau đó Lục Minh trở tay một chảo, bắt lấy Lao Gia cái đuôi, vung hướng chạm đất mặt văng ra ngoài. Một tiếng kịch liệt oanh minh, Sung Hô bị trọng trọng đập xuống đất, duy trì không ở nguyên thủy thần thể hình thái, hóa thành một chỉ thông thường cự điểu, đang co quắp không ngừng. Sung Hô mặc dù không chết, nhưng là trọng thương ngã gục. Cái này, rất nhiều người quan sát người bên này, cả đám đều đang sững sờ. Liền kết thúc, liền thắng, thần quân ngũ trọng chiến thắng thần quân bát trọng. Ha ha ha, vương trưởng môn đã sớm có chuẩn bị tâm lý, cho nên sớm nhất kịp phản ứng, ầm ĩ cười to, vẻ mặt đắc ý nhìn về phía Hắc Huyết Điện phương hướng. Lúc này, đám người mới phản ứng được. Hắc Huyết Điện điện chủ, còn có Hắc Huyết Điện những cao thủ khác, sắc mặt khó coi muốn chết. Làm sao có thể? Tề Bình, Hàn Phong đám người, chố mắt đứng nhìn, trong mắt trừng tròn vo. Bọn họ một mực trào phúng Lục Minh, xem thường Lục Minh, đặc biệt là Hàn Phong, chỉ là một cái thần quân ngũ trọng, căn bản không có thả trong mắt hắn. Trước đó, còn không ngừng trào phúng Lục Minh. Nhưng là Lục Minh lại dùng hành động thực tế, hung hăng rút hắn mấy cái bạt tai, nhường hắn sắc mặt, cực kỳ âm trầm. Đáng chết! Hàn Phong trong lòng quát lạnh, trong lòng tràn ngập sát cơ. Lục Minh, đã trở thành hắn đối tượng phải giết. Có ý tứ. Thật là mạnh chiến lực. Giờ khắc này, mặt khác chiến đài một chút đỉnh cấp thiên kiêu, cũng bị hấp dẫn ánh mắt. Dù sao, thần quân ngũ trọng có thể chiến thắng thần quân bát trọng thiên kiêu, liền đại biểu thiên phú cùng chiến lực. Mặc dù bây giờ tu vi còn thấp, nhưng là một khi tu vi tăng lên, sẽ phi thường khủng bố, đã khiến cho bọn họ coi trọng. Trận chiến này, Mục Vân thắng. Lưu Phi Xuyên kịp phản ứng, tuyên bố Lục Minh thắng lợi. Cứ như vậy, Lục Minh thu được lưỡng liên thắng. Lục Minh bình tĩnh rời đi chiến đài, nhưng là cùng lúc trước không đồng dạng, ánh mắt rất nhiều người, đều ở trên người hắn liếc nhìn. Có thể tưởng tượng, hắn lần tiếp theo xuất chiến thời điểm, sẽ hấp dẫn càng nhiều ánh mắt. Lục Minh rời đi chiến đài về sau, ánh mắt cũng đang dò xét mặt khác chiến đài. Mỗi một cái chiến đài bên trên, đều có cực kỳ cường đại thiên kiêu, chí ít đều có một vị chuẩn hoàng, có chút chiến đài, còn không chỉ. Những người này, thực lực phi thường cường đại, những người khác đụng phải, cơ hồ đều là nhận thua. Tranh tài, từng tràng tiến hành, rất nhanh, lại đến phiên Lục Minh xuất chiến. Nhưng một lần này đối thủ, chỉ là thần quân Lục Trọng, vừa nhìn thấy Lục Minh về sau, trực tiếp nhận thua. Tranh tài từng tràng tiến hành, tiếp xuống liên tục 7 trận, Lục Minh đều không có gặp được quá đối thủ lợi hại, tu vi cao nhất một cái, cũng là thần quân bát trọng, thấy là Lục Minh về sau, do dự mãi, cuối cùng vẫn là nhận thua. Cứ như vậy, Lục Minh lấy được 10 trận thắng liên tiếp. Lục Minh khoảng cách số 3 chiến đài xuất tuyến, chỉ kém 2 bước. Chỉ cần thu hoạch được 12 phen thắng lợi, liền có thể khóa chặt tiểu tổ người thứ tư, thì có tư cách vào vòng kế. Một khi xuất tuyến, tương ứng thế lực, liền có thể thu hoạch được 100 tích phân. Cái này ở mọi người nhìn lại, một cái thần quân ngũ trọng có thể xuất tuyến, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật, Lục Minh đã nhanh tiếp cận. Hừ, tiếp đó, đều là cao thủ, hắn muốn thắng không có dễ dàng như vậy. Hàn Phong, Tề Bình trong lòng đều là hừ lạnh. Bởi vì tiếp đó, Lục Minh đụng phải cao thủ, đem cũng sẽ là thần quân cửu trọng thiên kiêu. Những cái này thiên kiêu, cơ hồ đều là các đại thế lực mời tới ngoại viện thiên kiêu, thực lực cường đại. Quả nhiên, đệ thập nhất trận, Lục Minh gặp một cái thần quân cửu trọng tồn tại. Ngươi thực lực rất mạnh, nằm ngoài dự đoán của ta, nhưng là, ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Lục Minh đối diện, một cái vừa cao vừa gầy thanh niên, mắt lạnh nhìn Lục Minh, trên người hắn, không ngừng có hỏa diễm lan tràn ra. Cái này thanh niên, đến từ Liệt Diễm Thiên Trúc nhất tộc. Liệt Diễm Thiên Trúc, một loại thực vật sinh mệnh, ở Hồng Hoang Vạn Tộc Bảng, xếp hạng 4567 tên. Không đấu qua làm sao biết, ra tay đi. Lục Minh sắc mặt rất bình tĩnh. Bắt đầu. Lưu Phi Xuyên tuyên bố. Hưu. Lưu Phi Xuyên thoại âm rơi xuống, Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu, liền xuất thủ. Hắn vừa cao vừa gầy thân thể, như là một cái bốc lên hỏa diễm trường kiếm, hướng về Lục Minh chém tới, nóng bỏng hỏa diễm, hướng về Lục Minh bao phủ mà đến. Trong nháy mắt, ngọn lửa nóng bỏng, đã đến Lục Minh trước người. Bá. Lục Minh một trường bổ tới, mãnh liệt mà đến hỏa diễm,
như nước chảy, bị một phân thành hai. Làm, Lục Minh bàn tay, cùng Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu bàn tay, đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, như hai thanh thần binh lợi khí đụng vào nhau. Đón lấy, một bóng người nhanh lùi lại. Lui về phía sau, là Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu. Rất nhiều người hít vào khí lạnh. Lục Minh, đang cùng Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu đối kháng bên trong, lại còn có thể chiếm thượng phong, cái này hay là thần quân ngũ trọng tu vi sao? Đây cũng quá yêu nghiệt a. Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu, lui lại ngàn mét, bàn tay khẽ run, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Một chiêu kia mới vừa rồi, hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong. Lợi hại, lại đến. Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu hét lớn một tiếng, lại một lần nữa xông về Lục Minh, đang hướng ra quá trình bên trong, hắn thân thể kịch liệt biến hóa, hóa thành một căn màu lửa đỏ cây trúc. Đây là Liệt Diễm Thiên Trúc bản thể. Hiu hiu hiu. Màu lửa đỏ lá trúc, giống từng thanh vô cùng sắc bén lợi kiếm, hướng về Lục Minh ám sát đi, không gian bị đâm xuyên, xuất hiện nguyên một đám hang động đen kịt. Đồng thời, Liệt Diễm Thiên Trúc bản thể, cũng như một cái tràn ngập hỏa diễm thần kiếm, chém về phía Lục Minh. Mở cho ta. Lục Minh quát nhẹ, chập ngón tay như kiếm, vung lên mà ra. Lập tức, rầm rạp chằng chịt kiếm khí, nổi lên, đem những cái kia lá trúc, toàn bộ ngăn trở. Lục Minh tất nhiên giả mạo Phong Đô kiếm phái đệ tử, tự nhiên muốn trang đến mức giống một điểm. Những cái kia lá trúc bị ngăn trở, Liệt Diễm Thiên Trúc bản thể, đã giết tới, Lục Minh trên ngón tay, hiện ra một đạo kiếm khí, vung kiếm mà lên. Khanh, khanh, khanh. Hai người trong nháy mắt đối oanh mười mấy chiêu. Nói thật, Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu, chiến lược phi thường cường đại. Bất kể là thể chất bí thuật, hay là thần lực, hay bản nguyên bí thuật, đều đến cảnh giới cực kỳ cao thâm, hắn mặc dù là thần quân cửu trọng tu vi, nhưng là chém giết chuẩn hoàng bình thường, cũng sẽ không quá khó khăn. Lục Minh không có phát động chiến tự quyết, cấm kỵ chi lực cũng không có dùng ra toàn lực, ngược lại là không thể miểu sát đối phương. Bất quá, Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu, cũng đã hoàn toàn không địch lại. Hai người đụng nhau mười mấy chiêu về sau, Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu thân hình nhanh lùi lại, một mực lui lại đến chiến đài giáp xanh, thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Lợi hại, thật lợi hại, thần quân ngũ trọng có thể có chiến lực như vậy, ta cuộc đời ít thấy, một trận chiến này, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu tán thán nói xong, hắn thối lui ra khỏi chiến đài, trực tiếp nhận thua. Mặc dù cùng Lục Minh chỉ là giao thủ mười mấy chiêu, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng, Lục Minh chiến lực, quả thực sâu không lường được, hắn căn bản không phải đối thủ. Hắn thậm chí có loại cảm giác, Lục Minh căn bản không dùng ra toàn lực, nếu như dùng ra toàn lực, có lẽ có thể cùng những cái kia chuẩn hoàng cấp thiên kiêu chống lại. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, điều này sao có thể, Phong Đô kiếm phái, lúc nào xuất hiện dạng này thiên kiêu. Tề Bình trong lòng không ngừng gầm thét, bắp thịt trên mặt, đều bắt đầu vặn vẹo. Hắn trước kia, một mực là Phong Đô kiếm phái thiên kiêu số 1, đáng mặt người thứ nhất. Trước đó, hắn còn xem thường Lục Minh, đem thiên kiêu số 1 địa vị, bày thật cao. Nhưng là, cùng Lục Minh một so, hắn chẳng phải là cái gì. Lấy Lục Minh chiến lực, chỉ sợ tùy ý một chiêu, đều có thể đánh bại hắn. Hắn tính là gì cầu thí thiên kiêu số 1? Kể từ đó, hắn trước kia đủ loại hành vi, chẳng phải là lộ ra đặc biệt buồn cười. Về sau, ở Phong Đô kiếm phái đệ tử trong mắt, hắn liền là một chuyện cười. Hắn quả thực khó có thể tiếp nhận. Mà Hàn Phong, ánh mắt bên trong sát cơ, càng thêm nồng nặc. Gia hỏa này. Hàn Phong nói nhỏ, ở Lục Minh trên người, hắn thậm chí cảm giác được một tia áp lực. Mặc dù, hắn bây giờ còn có tự tin áp chế Lục Minh, nhưng là Lục Minh lại mạnh hơn một chút, tu vi lại đề thăng một chút, hắn liền không đè ép được. Nhất định phải ngồi sớm giải quyết hắn. Hàn Phong trong lòng thầm nghĩ. Theo Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu nhận thua, Lục Minh đã 11 tháng liên tiếp, khoảng cách xuất tuyến, còn kém một bước. Ở rất nhiều người xem ra, Lục Minh xuất tuyến, là chuyện chắc như đinh đóng cột. Số 3 chiến đài, không có cùng Lục Minh giao thủ, có một vị chuẩn hoàng thiên kiêu, 3 vị thần quân cửu trọng thiên kiêu. Lục Minh tất nhiên có thể đánh bại Liệt Diễm Thiên Trúc Thiên Kiêu, đôi kia bên trên còn dư lại 3 vị thần quân cửu trọng thiên kiêu, phải có rất lớn phần thắng, kém cỏi nhất, lại lấy một trận thắng lợi, nhất định là không có vấn đề. Tranh tài, tiếp tục. Một vòng đi qua sau, lại đến phiên Lục Minh xuất thủ, một lần này đối thủ, là một cái thần quân cửu trọng thiên kiêu. Cái này thiên kiêu thực lực rất mạnh, nhưng tối đa cũng liền Liệt Diễm Thiên Trúc vì kia thiên kiêu tiêu chuẩn,
cùng Lục Minh giao phong mấy chiêu, biết mình không phải Lục Minh đối thủ, liền dứt khoát nhận thua. Số 3 chiến đài, có vị kia chuẩn hoàng thiên kiêu, lại có Lục Minh vị này hắc mã. Như vậy thì còn lại hai cái xuất tuyến danh ngạch, bọn họ muốn xuất tuyến, độ khó rất lớn, cho nên dứt khoát nhận thua, bảo tồn thực lực, cùng kỳ tha thực lực tương cận đối thủ giao chiến. Trước đó, liệt diễm thiên trúc thiên kiêu, cũng là quyết định này. Cứ như vậy, Lục Minh đã lấy được 12 phen thắng lợi, coi như tiếp xuống 3 trận liên tiếp bại, hắn đều cũng đã khóa chặt xuất tuyến quyền. Tranh tài tiếp tục tiến hành, trong đó không thiếu đặc sắc tranh tài. Trong đó, mặt khác 17 cái chiến đài, cũng có đặc sắc quyết đấu. Mà những cái kia sâu không lường được thiên kiêu, một đường quét ngang, so Lục Minh còn muốn nhẹ nhõm, lấy được toàn thắng. Bất quá, cũng có mấy cái chiến đài, bạo phát đỉnh phong đối quyết. Có mấy cái chiến đài, cao thủ số lượng khá nhiều, có không chỉ một vị chuẩn hoàng thiên kiêu, những cái này chuẩn hoàng thiên kiêu, sớm gặp được, bộc phát ra đặc sắc quyết đấu. Cuối cùng, cho dù là cùng một cảnh giới, cũng có mạnh có yếu. Trong đó có một cái chiến đài, có một cái áo bào xanh thanh niên, đưa tới chú ý của mọi người. Cái này người thanh niên chiến lực, cực kỳ cường đại, đối mặt ngang cấp chuẩn hoàng thiên kiêu, lấy ưu thế áp đảo, lấy được thắng lợi. Cùng đối chiến, cũng là một vị cường đại thiên kiêu, thực lực phi thường cường đại, nhưng là đối mặt áo bào xanh thanh niên, cơ hồ không có sức phản kháng, chênh lệch rõ ràng. Có người nhận ra, áo bào xanh thanh niên, đến từ Hồng Hoang vạn tộc bảng xếp hạng 333 tên bảo phong tộc. Đây cũng là một cái có thể tranh đoạt vô địch thiên kiêu, đám người cho rằng, chỉ sợ có thể cùng thiên hoành giáo mời tới từ anh tộc thiên kiêu đối kháng. Từ anh tộc, mặc dù là bách cường chủng tộc, xếp hạng 99 tên khủng bố đại tộc, chỉnh thể thiên phú cường đại. Nhưng cũng không phải nói, những cái kia phía sau chủng tộc thế lực, liền không ai có thể cùng đối kháng thiên kiêu. Chủng tộc bài danh phía trên, chỉ nói là hắn thực lực tổng hợp, chỉnh thể thiên phú tương đối mạnh, nhưng yếu chủng tộc, cũng sẽ sinh ra một chút kinh khủng thiên kiêu, đem những cái kia cường đại chủng tộc thiên kiêu dẫm ở dưới chân. Lịch sử phía trên, không thiếu những cái kia liền Hồng Hoang vạn tộc bảng đều không có leo lên chủng tộc nhỏ, toát ra một cái vô cùng kinh khủng thiên kiêu, danh chấn vũ trụ, thậm chí đem 10 vị trí đầu chủng tộc thiên kiêu dẫm ở dưới chân. Hơn nữa còn số lượng cũng không ít, mỗi một thời đại đều có nhân vật như vậy. Đám người cho rằng, bảo phong tộc vị này thiên kiêu, chỉ sợ cũng có thể đánh giết phổ thông thần hoàng. Quả nhiên sâu không lường được. Lục Minh nói nhỏ, đối mặt nhân vật như vậy, liền hắn đều cảm giác được áp lực. Hắn hiện tại toàn lực bộc phát, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, phối hợp chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, còn có trọng lực châu, cũng chỉ có thể cùng một tôn thần hoàng nhất trọng cường giả đánh hòa nhau mà thôi. Khoảng thời gian này, hắn lại tu luyện một ít bí thuật, nhưng là thực lực tăng cường có hạn, nhiều nhất ưu thế lớn hơn một chút mà thôi. Muốn đánh bại, cũng khó khăn, lại càng không cần phải nói đánh chết. Trừ phi tăng thêm cầu cầu. Bất quá tại loại này tranh tài bên trong, là không thể mượn dùng cầu cầu lực lượng, dù sao, cầu cầu xem như một loại khác sinh linh, hắn nếu như mượn nhờ cầu cầu lực lượng, chẳng khác nào là hai đánh một, tự nhiên là không cho phép. Bất quá, cái này khiến Lục Minh chiến ý càng mạnh. Nói không chừng, có thể mượn nhờ đối phương lực lượng, kích phát tiềm năng, đột phá tu vi đây. Tranh tài, một trận tiến hành. Rất nhanh, lại đến phiên Lục Minh. Mục Vân, đối quan Liên Bích. Lưu Phi xuyên thanh âm truyền ra. Lời ấy, để chú ý số 3 chiến đài người, tâm lý chấn động, sau đó lộ ra chờ mong. Không khác, quan Liên Bích, số 3 chiến đài một cái duy nhất chuẩn hoàng cấp thiên kiêu, thực lực cường đại, trước đó, là một đường quét ngang qua, cùng Lục Minh một dạng, chưa bại một lần. Trước đó, tất cả mọi người cho rằng, ở số 3 chiến đài, Lục Minh là gần với quan Liên Bích nhân vật, đám người đã sớm chờ mong hai người bọn họ có thể đánh một trận. Mục Vân rốt cục đối chiến quan Liên Bích, các người nói, hai người bọn họ ai có thể thắng? Hẳn là quan Liên Bích à, Mục Vân dù sao chỉ là thần quân ngũ trọng, mà quan Liên Bích, thế nhưng là chuẩn hoàng cấp, cách biệt quá xa. Bất quá, những người này ngữ khí, cũng mang theo không xác định tính, không có chém sắt như chém bùn nói Lục Minh thất bại. Bởi vì Lục Minh lúc trước, thực sự sáng tạo ra quá nhiều ghi chép. Vừa bắt đầu, đánh bại thần quân lục trọng thiên kiêu, sau đó là thần quân thất trọng, thần quân bát trọng, liền thần quân cửu trọng thiên kiêu, đều thua ở Lục Minh trên tay. Bọn họ đối với Lục Minh, đã không mò ra, cảm giác Lục Minh trên người, bao phủ một tầng mê vụ. Bá, bá, Lục Minh cùng quan Liên Bích, đồng thời xuất hiện ở trên chiến đài. Quan Liên Bích rất khôi ngô, thân thể cường tráng,
mặc trên người một bộ vừa dày vừa nặng khôi giáp, đứng ở nơi đó, như lớp kín tường đồng vách sắt. Trên thực tế, hắn liền là đến từ Thiết Bích tộc Thiên Kiêu. Thần quân ngũ trọng, có thể có ngươi chiến lực như vậy, ta chỉ tại trước 10 chủng tộc thấy qua, nhưng là ta biết ngươi còn không có dùng ra toàn lực, tới đi, đánh với ta một trận, giúp ta cảm ngộ thần hoàng chi đạo. Quan Liên Bích mở miệng, thanh âm hùng hậu, như sét đánh. Hắn lại muốn mượn nhờ Lục Minh lực lượng, giúp hắn cảm ngộ thần hoàng chi đạo, ngược lại là cùng Lục Minh mục đích, tình cờ trùng hợp. Tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lục Minh nói, xem ra, các ngươi không có người muốn nhận thua, vậy liền, bắt đầu đi. Lưu Phi Xuyên tuyên bố, đụng, đụng tương đương. Quan Liên Bích dậm chân mà đi, hắn bước ra bước chân, tốc độ không nhanh, nhưng là nặng nề như núi, mỗi một bước khắp đạp xuống, chiến đài đều phát ra kịch liệt oanh minh. Hắn mỗi bước ra một bước, thân thể đều phồng lên một phần, mấy bước bước ra, hắn thân thể lớn một vòng lớn, khí thế cũng càng mạnh một mảng lớn. Hắn đây là đang xúc thế. Khi hắn xúc thế tới đỉnh phong thời điểm, cũng là hắn chiến lược đỉnh phong. Nếu là đổi lại những người khác, khẳng định vội vàng xuất thủ, nửa đường cắt đứt Quan Liên Bích xúc thế, nhưng là Lục Minh không có, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, hắn đang đợi Quan Liên Bích xúc thế tới đỉnh phong. Người bên trên, lại nghị luận. Chuyện gì xảy ra, Mục Vân lại còn không xuất thủ, còn không cắt ngang Quan Liên Bích xúc thế. Xem ra, Lục Minh đang chờ, đang đợi Quan Liên Bích xúc thế tới đỉnh phong, thật là mạnh lòng tự tin. Đám người cũng không phải người ngu, tùy tiện nhìn ra Lục Minh mục đích. Lục Minh, lại là đang chủ động chờ Quan Liên Bích xúc thế, cái này trừ phi là đồ đần, bằng không thì chính là đối với mình có sự tự tin mạnh mẽ. Trong đó, sốt sáng nhất, không ai qua được Hàn Phong, ngang bằng. Hai người nắm tay chắc chẽ giữ tại cùng một chỗ, con mắt trừng tròn vo, hướng về Lục Minh, hy vọng Lục Minh bị thua. Rốt cục, ở Quan Liên Bích bước ra 9 bước thời điểm, xúc thế tới đỉnh phong thời điểm, Lục Minh động. Lục Minh bước chân nhẹ nhàng đạp mạnh, thân thể như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, xông về Quan Liên Bích, một quyền đánh ra. Tới tốt lắm. Quan Liên Bích hét lớn một tiếng, cũng đấm ra một quyền. Oanh! Hai người quyền đầu, đụng vào nhau, không gian trực tiếp nổ tung, xuất hiện một cái đen nhánh không gian tối tăm. Bầu trời như trống to, chấn động mạnh mẽ một lần. Sau đó, hai đạo bóng người hướng về phía sau liền lùi lại vài chục bước, mới đứng vững bước chân. Hai người, đồng thời lui. Đây chính là chuẩn hoàng cấp thiên kiêu thực lực nha, quả nhiên cường đại, tuyệt không phải bình thường chuẩn hoàng có thể so sánh. Lục Minh trong lòng hơi động. Loại này đến từ hồng hoang vạn tộc bảng chuẩn hoàng cấp thiên kiêu, chiến lược thật sự cực kỳ cường đại, xa xa không phải phổ thông chuẩn hoàng có thể so. Phổ thông chuẩn hoàng, Lục Minh tùy ý một chiêu, liền có thể đánh giết. Mà vừa rồi, lại cùng Quan Liên Bích cân sức ngang tài. Đương nhiên, đây là Lục Minh không có dùng ra toàn lực nguyên nhân. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, trọng lực châu, cũng không có đụng tới. Cho dù dạng này, cũng hung hăng chấn nhiếp đám người một phen. Mọi người tâm, hung hăng nhảy lên mấy lần. Lục Minh, thế mà thật chặn lại Quan Liên Bích công kích, hơn nữa còn là đang đợi Quan Liên Bích xúc thế tới đỉnh phong thời điểm. Cái này thật bất khả tư nghị, phải biết, Lục Minh, chỉ là thần quân ngũ trọng tu vi mà thôi. Đáng chết! Làm sao có thể? Hàn Phong cùng Tề Bình mấy người, đồng thời mở to hai mắt nhìn. Đặc biệt là Tề Bình, sắc mặt trắng bạch. Lục Minh cái này cũng quá kinh khủng, mấu chốt là, Lục Minh vẫn là đệ tử Phong Đô kiếm phái. Lúc trước hắn như vậy đối đãi Lục Minh về sau sẽ làm sao đối với hắn. Vừa nghĩ tới về sau Lục Minh nếu là trả thù hắn, hắn liền toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Hy vọng hắn ở một lần này tranh tài bên trong, bị người khác đánh chết. Tề Bình trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hô! Quan Liên Bích hung hăng thở ra một hơi, ánh mắt bên trong hào quang, phun ra xa ba trượng, nói thật, trong lòng của hắn, cũng là chấn động vô cùng, đồng thời, hắn cũng hưng phấn lên. Lợi hại, thật lợi hại, lại đến a! Quan Liên Bích hét lớn, bước chân liền đạp, đông 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 hướng về Lục Minh vọt tới. Hắn nắm đấm, phát ra đoạn mục quang huy, lớn hơn đến tận gấp một. To lớn thiết quyền, hướng về Lục Minh phát động giống như cuồng phong bảo vũ thế công. Vẫn là dùng kiếm a. Lục Minh trong lòng hơi động, tất nhiên làm bộ đệ tử Phong Đô kiếm phái, liền muốn ngụy trang giống một điểm. Hai tay của hắn hư không nắm vào, tế bào kiếm loại bí thuật thi triển, một đạo kiếm quang nổi lên, bị Lục Minh nắm ở trong tay. Bá! Lục Minh vung vẩy kiếm quang, hướng về Quan Liên Bích chém tới. Đương, đương, đương,
Hai người liên tục va chạm, kình khí bốn phía, trong nháy mắt đối oanh mười mấy chiêu. Hai người chỉ cần vừa lui, lại hướng về đối phương phóng đi. Kịch chiến mười mấy chiêu, vẫn là bất phân thắng bại. Thần thiết chiến y, Quan Liên Bích thét dài, trên người hắn, hiện ra một kiện chiến y phát ra đoạn mục quang huy, để Quan Liên Bích khí tức mạnh hơn. Hắn đem chiến lực, thôi động đến cực hạn. Bản nguyên bí thuật, chặt đứt ba đạo gông xiềng. Lục Minh âm thầm suy nghĩ. Rất hiển nhiên, Quan Liên Bích bản nguyên bí thuật, đã chặt đứt ba đạo gông xiềng, bằng không thì không có lực lượng mạnh như vậy. Chiến tự quyết, phát động. Lục Minh rốt cục kích phát chiến tự quyết, bất quá, cũng không có phát động gấp 5 chiến lực, mà là gấp 2 chiến lực. Đây chỉ là một trận đấu mà thôi, cũng không phải đại chiến sinh tử, không cần dùng lập tức bộc phát toàn lực, đánh bại Quan Liên Bích. Hay là trước lưu một chút át chủ bài tốt hơn. Nhưng cho dù là gấp 2 chiến lực, cũng làm cho Lục Minh khí tức tăng vọt, lực lượng đại tăng, để trái tim tất cả mọi người chấn động dữ dội một lần. Bá! Lục Minh kiếm quang trong tay tăng vọt, chém vào Quan Liên Bích trên nắm tay. Lần này, Quan Liên Bích thân thể chấn động, liên tiếp lui về phía sau, mà Lục Minh một lần này đã lui. Lục Minh chiếm cứ thượng phong. Bá bá bá! Lục Minh chiếm thượng phong về sau, thế công như giống như cuồng phong bảo vũ, kiếm quang nhất trọng điệp ra nhất trọng, hướng về Quan Liên Bích chém tới. Quan Liên Bích giống to, bộc phát toàn lực đối kháng, nhưng căn bản ngăn trở Lục Minh, mỗi một lần va chạm, hắn đều muốn lui về phía sau. Khanh! Có kiếm quang chạm tại Quan Liên Bích thân thể, thế mà phát ra âm vang thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, căn bản không có phá chốt mở liền vách tường phòng ngự. Phòng ngự thật đúng là dày. Lục Minh lẩm bẩm một tiếng. Quan Liên Bích đến từ Thiết Bích tộc, am hiểu nhất chính là phòng ngự, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn. Phương diện khác, lại không đủ mạnh. Nhưng Lục Minh căn bản không cần công phá hắn phòng ngự. Lục Minh chỉ cần đem Quan Liên Bích bách hạ chiến đài, là đủ rồi. Lục Minh tập trung lực lượng, không cầu phá chốt mở liền vách tường phòng ngự, chỉ là lấy lực lượng chính diện oanh kích. Quan Liên Bích hoàn toàn bị Lục Minh đè lên đánh, hắn nghĩ muốn xông ra đi, nhưng là tốc độ không đủ, căn bản không xông ra được, cái này khiến hắn biệt khuất hết sức. Rất nhanh, Quan Liên Bích đều nhanh muốn thối lui đến chiến đài ranh giới. Dừng tay, không đánh, ta không đánh, nhận thua. Quan Liên Bích kêu to lên, trực tiếp nhận thua. Tiếp tục đánh xuống, hắn liền bị Lục Minh đánh xuống chiến đài. Quan Liên Bích một nhận thua, Lục Minh phi thân mà lui, thu liếm khí tức, trong tay kiếm quang cũng tiêu tán. Mục Vân, ta thừa nhận ngươi chiến lược thật cường đại, không thể tưởng tượng nổi, nhưng là hai người chúng ta nếu như sinh tử chém giết, ta chưa chắc sẽ thua với ngươi. Quan Liên Bích nói, hắn chủ động nhận thua, nhiều ít vẫn là có chút không cam tâm. Hắn phòng ngự đủ cường đại, nếu như sinh tử chém giết, hắn đại khái có thể dựa vào cường đại phòng ngự, mạnh mẽ chống đỡ Lục Minh công kích, chờ Lục Minh thần lực hao hết, thế công suy nhược thời điểm, tiến hành phản kích, có lẽ còn có thể đánh bại Lục Minh. Lục Minh mỉm cười, cũng không có phản bác. Lấy hắn vừa rồi bạo phát lực lượng, đích xác không phá nổi Quan Liên Bích phòng ngự, đích xác có khả năng sẽ giống Quan Liên Bích nghĩ như vậy. Nhưng là, hắn căn bản không có dùng ra toàn lực A. Hắn chỉ là kích phát chiến tự quyết gấp 2 chiến lực mà thôi, hắn nếu như kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, có thể trong nháy mắt xé rách Quan Liên Bích phòng ngự. Trận chiến này, Mục Vân thắng. Lưu Phi Xuyên tuyên bố. Hiện trường một mảnh xôn xao. Kết quả này, thật ngoài dự liệu của mọi người bên ngoài. Hiển nhiên, ở số 3 chiến đài, Lục Minh đánh bại Quan Liên Bích về sau, đã không người có thể địch, có khả năng rất lớn, sẽ lấy tiểu tổ đệ nhất thứ tự xuất tuyến. Trước đó, ai cũng không có dự liệu được. Tề Bình sắc mặt trắng bạch. Hàn Phong sắc mặt cực kỳ âm trầm, đương nhiên, đồng dạng âm trầm, còn có Hắc Huyết Điện cao thủ. Mà Vạn Trưởng Môn, là cười ha ha. Hắn cảm thấy, mời Lục Minh quyết định này, thực sự quá rõ trí. Sau trận chiến này, Lục Minh 13 thắng liên tiếp. Tranh tài tiếp tục tiến hành. Tiếp đó, chàng diện dần dần rõ ràng, từng cái chiến đài, có thể hay không xuất tuyến nhân viên, cũng đều dần dần rõ ràng. Tiếp xuống hai trận chiến, Lục Minh đối thủ, đều trực tiếp đầu hàng. Lục Minh cùng Quan Liên Bích một trận chiến bên trong bùng nổ thực lực, bọn họ thấy rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng mình không phải là Lục Minh đối thủ, không nhận thua chẳng lẽ tìm tai vạ. Cứ như vậy, Lục Minh lấy được 15 thắng liên tiếp, vì số 3 chiến đài đệ nhất. Chỉ chốc lát sau, mặt khác chiến đài tỷ thí, cũng toàn bộ kết thúc, các đại thế lực xuất tuyến danh ngạch, cũng toàn bộ thống kê ra. Có người vui vẻ có người sầu.
18 cái thế lực, 72 cái danh ngạch, bình quân xuống tới, từng cái thế lực có thể phân đến 4 cái danh ngạch. Nhưng là tình huống thực tế, tự nhiên không thể nào là mỗi cái thế lực đều có 4 cái danh ngạch. Thực lực có mạnh có yếu. Tỷ như Thiên Hoành giáo, liền khoảng chừng 7 cái thiên kiêu xuất tuyến. Mà kém nhất một cái thế lực, chỉ có làm bộ đáng thương một cái thiên kiêu. Thế lực này, trừ phi cái kia có chừng một cái thiên kiêu thực lực nghịch thiên, đằng sau có thể thắng liên tiếp, bằng không thì, thế lực này hơn phân nửa muốn hạng chót. Thế lực này chi chủ, sắc mặt khó coi muốn chết. Thành tích hạng chót, như vậy cuối cùng phân phối tư nguyên thời điểm, đều là người khác chọn còn dư lại, tuyệt đối là kém nhất. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, bọn họ sẽ không có tốt tài nguyên, thực lực cũng càng ngày sẽ càng kém, dạng này sẽ hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Mà lần này, Phong Đô kiếm phái, có 3 người xuất tuyến. Thành tích cũng không vừa ý người, chỉ có thể coi là miễn miễn cưỡng cưỡng. 3 người này, theo thứ tự là Lục Minh, Hàn Phong, còn có Tử Nhãn Kim Nhạn tộc một cái thiên kiêu, tên là Nhạn Tử. Phong Đô kiếm phái 3 người xuất tuyến, thu được 300 điểm, tăng thêm vòng thứ nhất tiếp cận 500 điểm, cộng lại, tiếp cận 800 điểm. Thành tích này, ở 18 cái thế lực bên trong, cũng chỉ có thể tính trung du. Mà mạnh nhất Thiên Hoành giáo, cộng lại, đã hơn 1.900 phân, vị trí ổn định 1. Xếp hàng đệ nhị, Lăng Phong thế gia, hơn 1.700 phân. Cái kia đáng sợ bảo phong tộc thiên kiêu, chính là Lăng Phong thế gia mời tới ngoại viện. Người thứ ba, có hơn 1.600 phân, trọn vẹn so Phong Đô kiếm phái, cao hơn gấp 1. Bất quá bây giờ còn sớm, tất cả còn chưa biết. Bởi vì, kế tiếp là 72 cái xuất tuyến thiên kiêu lẫn nhau quyết đấu, chỉ cần đi vào bài danh 36, liền có thể thu hoạch được 200 tích phân. Tiếp đó, tích phân biến động, sẽ phi thường lớn. Lúc này, Tề Bình, Hàn Phong đám người hội tụ vào một chỗ, ánh mắt lạnh như băng, thỉnh thoảng đảo qua Lục Minh. Hàn huynh, cái này Mục Vân quá yêu nghiệt, nếu như tiếp xuống tranh tài bên trong, ngươi gặp được hắn, ngươi có chắc chắn hay không ứng phó hắn? Tề Bình nhỏ giọng hỏi. Hàn Phong sắc mặt âm trầm, trầm ngâm một chút, nói, nhìn hắn cùng Quan Liên Bích chiến đấu nhiều bày ra thực lực, hắn nếu gặp gỡ ta nhất định giết hắn. Hàn Phong thấp giọng nói, ánh mắt hiện lên sát khí lạnh như băng. Lục Minh thực lực mặc dù mạnh, nhưng là hắn có thủ đoạn đặc thù, tự tin có thể giết Lục Minh. Vậy là tốt rồi, nếu là kế tiếp tranh tài bên trong, tiểu tử kia gặp được Hàn huynh liền tốt. Tề Bình nói, trong lòng cầu nguyện. Hắn là thật sợ. Lục Minh dạng này thực lực, nếu như sống sót, về sau chắc chắn sẽ không buông tha hắn, về sau hắn ở Phong Đô kiếm phái thời gian, khẳng định không dễ chịu lắm. Trước kia uy phong bát diện, muốn gió được gió thời gian, lại cũng không quay lại. Hắn tâm lý khó có thể tiếp nhận. Ngưng. Lúc này không trung, đến từ 18 cái thế lực trọng tài, đồng thời khẽ quát một tiếng, hai tay kết động, phù văn tràn ngập, sau đó trước kia 18 tòa chiến đài, bắt đầu tụ lại, cuối cùng hội tụ thành một tòa to lớn hơn chiến đài. Tốt rồi, hiện tại xuất tuyến 72 người, sẽ tiếp tục tranh tài. Quy tắc rất đơn giản, các ngươi 72 người, tiến hành rút thăm, rút đến người đó là ai, hai hai quyết đấu. Thiên Hoành giáo giáo chủ tuyên bố. Đây là kiệt tác lôi đài hai người chiến, đương nhiên cũng cần một chút may mắn, nếu như vận khí kém, vừa bắt đầu rút đến không thể địch lại cao thủ, chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Tiếp đó, Thiên Hoành giáo chủ tướng 72 người chia hai nhóm, mỗi một nhóm 36 người, sau đó Thiên Hoành giáo chủ tướng trong đó 36 người danh tự khắc vào từng căn trên cây thăm bằng trúc, sau đó đem những cái này thăm trúc, bỏ vào một cái dương kim loại bên trong. Dương kim loại mặt ngoài, khắc đầy phù văn, có thể ngăn cách linh thức, phòng ngừa có người lấy linh thức nhìn lén bên trong danh tự, phòng ngừa gian lận. Các ngươi người bên này, ta khắc xuống danh tự, các ngươi bên này không có khắc xuống tên, đến rút thăm a. Thiên Hoành giáo chủ vung tay lên, hòm sắt bay ra ngoài, lơ lửng giữa không trung, sau đó phân phó trong đó một nhóm người đi lên rút thăm. Rút đến tên ai, chính là cùng ai quyết đấu. Ta tới trước đi. Một cái trường bào màu tím thanh niên dậm chân mà ra. Những cái kia bị khắc xuống tên người, lập tức khẩn trương lên. Bởi vì người này chính là Thiên Hoành giáo từ Tử Anh tộc mời tới tuyệt đỉnh thiên kiêu, thực lực cao thâm mạt chắc, là hạng nhất hữu lực người cạnh tranh. Không có người bất luận cái gì muốn bị hắn rút đến, cho dù là mấy cái đồng dạng cường đại thiên kiêu, bây giờ còn chưa phải là quyết chiến thời khắc, vạn nhất bại, tích phân đều kiếm lời không được bao nhiêu. Tại mọi người thấp thỏm ánh mắt, Tử Anh tộc thiên kiêu, từ hòm sắt, rút ra một căn thăm trúc. An Sách, Tử Anh tộc thanh niên, chậm rãi phun ra một cái tên.
Cái kia tên là, An Sách, thanh niên, sắc mặt bá một lần tái nhợt. Thật là xui xẻo. An Sách âm thầm thở dài. Tới đi, đánh với ta một trận. Tử anh tộc thiên kiêu dầm chân rơi ở trên chiến đài, khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Ta nhận thua. Cái kia An Sách, trực tiếp nhận thua, căn bản không cần lên so. Hắn tu vi, chỉ là thần quân cửu trọng mà thôi, cùng tử anh tộc thiên kiêu cách biệt quá xa, coi như toàn lực ứng phó, cũng không khả năng chút nào hy vọng. Hơn nữa, tỷ thí này, một khi động thủ, nhưng không có quy định không thể hạ sát thủ, vạn nhất tử anh tộc thiên kiêu động sát cơ, một chiêu miểu sát hắn, hắn chẳng phải là oan uổng. Cho nên dứt khoát nhận thua. Cứ như vậy, tử anh tộc thiên kiêu, nhẹ nhõm cầm xuống một trận tranh tài, tiến vào bài danh 36, vì thiên hoành giáo, lại thêm 200 phân. Để thiên hoành giáo tích phân, dẫn đầu vượt qua 2000 điểm. Ta tới. Lúc này, lại có một thanh niên dậm chân mà ra. Trong lòng mọi người lại là chấn động, bởi vì người này, là bảo phong tộc cái vị kia thiên kiêu. Đây cũng là một cái có thực lực tranh đoạt đệ nhất nhân vật. Hắn cũng rút được một cái thần quân cửu trọng nhân vật, người kia cũng trực tiếp nhận thua. Tiếp đó, một cái thiên kiêu tiếp một cái đi lên rút thăm. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần hai bên chênh lệch không ít là đặc biệt lớn, đều sẽ lựa chọn một trận chiến. Bởi vì, đây là đấu vòng loại, không phải phía trước tiểu tổ tái, thua còn có cơ hội. Đấu vòng loại, một khi thua liền không có cơ hội. Đại chiến kịch liệt, một trận tiếp một trận. Đương nhiên, rất nhiều người một khi không địch lại, liền sẽ quyết đoán nhận thua. Dù sao, bọn họ chỉ là được mời tới ngoại viện, hết sức liền tốt, không đáng liều mạng. 36 trận đấu, rất nhanh liền tiến hành một nửa. Mục Vân. Lúc này, một thanh niên co quắp một căn tham trúc, đọc lên, Mục Vân, danh tử. Cái này thanh niên, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Lục Minh phía trước chiến lược, hắn là biết đến, mà hắn, chỉ là thần quân cửu trọng, gặp được Lục Minh, nguy hiểm. Bá. Lục Minh rất quyết đoán, bước ra một bước, rơi ở trên chiến đài. Thanh niên kia cắn răng một cái, cũng rơi ở trên chiến đài. Mục huynh, ngươi thực lực, thật là làm cho ta bội phục, ta nghĩ cùng Mục huynh luận bàn mấy chiêu, đến điểm là dừng được không? Thanh niên nói. Rất nhiều người tâm lĩnh thần hội cười một tiếng. Rất rõ ràng, người này là kiêng kỵ Lục Minh thực lực, nhưng lại không muốn cái này sao từ bỏ, muốn thử một phen, cho nên nói như vậy, đưa cho chính mình lưu con đường lui. Đương nhiên có thể. Lục Minh cười nói. Hắn và đối phương không oán không cừu, chỉ cần thủ thắng là có thể, không cần thiết kêu đánh kêu giết. Hưu. Thanh niên kia động, như một vệt thần quang đồng dạng, đánh tới Lục Minh, tốc độ thật nhanh. Hiển nhiên, người này am hiểu tốc độ, lực công kích cũng phi thường mạnh, thế công như cuồng phong bạo vũ, liên miên bất tuyệt, để người khó lòng phòng bị. Đây cũng là hắn nghĩ muốn thử một chút nguyên nhân. Cho dù chính diện lực lượng mạnh hơn hắn người, một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị hắn đánh bại. Bất quá, hắn đối mặt Lục Minh, nhất định là tính lầm. Bá bá bá. Lục Minh kiếm quang trong tay xuất hiện, trong nháy mắt chém ra hơn ngàn kiếm, đầy trời đều là kiếm quang. Mạn thiên kiếm quang, bao phủ xuống đối phương công kích, trong nháy mắt bị phá, thân hình nhanh lùi lại, một mực thối lui đến chiến đài giáp danh, mới ngừng lại được, trên thân thể của hắn, đã nhiều hơn hai đạo kiếm thương, máu tươi chảy ròng. Quả nhiên không được a. Thanh niên âm thầm lắc đầu, sau đó liền ôm quyền, nói, Mục huynh quả nhiên lợi hại, tại hạ bội phục. Nói xong, hắn quay người rời đi chiến đài, chủ động nhận thua. Cứ như vậy, Lục Minh cũng lấy được thắng lợi, tiến nhập bài danh 36, vì phong đô kiếm phái, lấy được 200 phân. Tranh tài, tiếp tục. Hàn Phong, cùng Nhạn Tử, cũng thay nhau ra trận. Hàn Phong thực lực rất mạnh, cũng không có quá nhọc nhằn, liền đánh bại đối thủ. Nhưng là Nhạn Tử, liền không có mạnh như vậy, gặp một cái chuẩn hoàng cấp thiên kiêu, bị đối phương đánh bại. Không lâu sau đó, 36 trận đấu, toàn bộ kết thúc. Phong đô kiếm phái, hai người tiến vào bài danh 36, tích phân đạt tới 1200 phân tả hữu. Mà thiên hoành giáo, khoảng chừng 5 người tiến vào bài danh 36, y nguyên xa xa dẫn trước, tích phân đi tới 2900 phân. Thảm nhất là cái kia chỉ có một người xuất tuyến, ở một vòng này, có chừng một người bị lọt vào đào thải. Kể từ đó, thế lực này, nhất định là hạng chót. Một vòng này kết thúc, phong đô kiếm phái ở 18 cái thế lực bên trong xếp hạng, vì người thứ 10. Hắc huyết điện hơi đỡ một ít, người thứ 9. Tiếp đó, thắng lợi 36 người, sẽ tiến hành tranh tài, quyết ra 18 tên.
Xông vào 18 tên người, mỗi người lại có thể được 300 điểm. Quy tắc, cùng trước đó một dạng. Thiên Hoành giáo chủ tướng 36 người, chia hai nhóm, trong đó một nhóm ở trên cây thăm bằng chúc khắc xuống danh tự, để vào hòm sắt bên trong, để mặt khác một nhóm đi rút thăm, rút đến ai, liền cùng người đó đối chiến. Lần này, Lục Minh vẫn là bị rút thăm. Mà Tử Anh tộc Thiên Kiêu, Bảo Phong tộc Thiên Kiêu hai cái kia tuyển thủ hạt giống, cũng thay đổi đã thành bị rút thăm người. Tốt rồi, bắt đầu rút thăm A. Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố. 18 cái rút thăm người, đưa mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời, không có người tiến lên. Không khác, Tử Anh tộc cùng Bảo Phong tộc hai cái cường đại yêu nghiệt, đều đang bị rút ra ký bên trong A, vạn nhất rút đến đây, chẳng phải là thổ huyết. Ta tới A. Lúc này, một thân ảnh đi tới. Hàn Phong. Cái thứ nhất đi tới rút thăm, là Hàn Phong. Hắn đi đến hòm sắt phía trước, đưa tay đi vào rút một căn thăm trúc đi ra, hắn nhìn một chút trên cây thăm bằng trúc danh tự, sắc mặt bắt đầu hơi sững sờ, sau đó lộ ra một sợi ngoạn vị mỉm cười, cùng một sợi sát khí lạnh như băng. Hắn rút đến ai? Rất nhiều người tò mò. Hàn Phong ánh mắt, nhìn phía Lục Minh, cầm trong tay trên cây thăm bằng trúc danh tự, hiển lộ ra. Mục Vân. Hàn Phong chậm rãi phun ra một cái tên. Rút đến Mục Vân. Phong Đô kiếm phái khu vực bên trong, Tề Bình con mắt đột nhiên phát sáng lên. Tề Bình rất rõ ràng, Hàn Phong muốn giết Lục Minh. Chỉ cần Lục Minh dám cùng Hàn Phong đối chiến, như vậy, Hàn Phong liền có thể đánh giết Lục Minh. Về phần hai người đều là Phong Đô kiếm phái người, hai người đụng vào nhau, đối Phong Đô kiếm phái rất bất lợi, hắn bất kể, mắc mớ gì tới hắn. Chỉ cần Lục Minh chết liền tốt, Lục Minh chết rồi, về sau Phong Đô kiếm phái, vẫn là thiên hạ của hắn. Hắn vẫn là người thứ nhất Phong Đô kiếm phái, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Vương trưởng môn sắc mặt cực kỳ âm trầm. Phong Đô kiếm phái các trưởng lão khác, cũng là như thế. Đứng ở trên góc độ của bọn hắn nhìn, bọn họ là không nguyện ý nhất Lục Minh cùng Hàn Phong đụng nhau. Hai người đụng nhau, không cần đánh cũng phải có một người bị đào thải. Cái này đối Phong Đô kiếm phái, là cực kỳ bất lợi. Đương nhiên, chỗ tốt cũng không phải vô dụng. Bọn họ nhất định có một người sẽ tiến vào 18 cường, thu hoạch được 300 điểm. Nhưng là vương trưởng môn đám người dã tâm không chỉ như thế, hắn còn nghĩ Lục Minh cùng Hàn Phong đều tiến vào 18 cường đây. Vận khí không tệ. Lục Minh là lộ ra vẻ mỉm cười. Hàn Phong khắp nơi nhằm vào hắn, đối với hắn không chút kiêng kỵ lộ ra sát cơ, Lục Minh trong lòng cũng muốn diệt trừ Hàn Phong. Chỉ là không có cơ hội mà thôi. Hiện tại, cơ hội tới. Quang Minh chính đại quyết đấu, giải quyết hết Hàn Phong, phía sau hắn Thánh Tâm tộc, cũng không tiện nói cái gì. Điều kiện tiên quyết là, Hàn Phong sẽ không còn chưa đánh liền nhận thua. Không nghĩ tới, ngươi sẽ rút, đến ta. Lục Minh mở miệng, ánh mắt rơi vào Hàn Phong trên người. Vận khí của ta luôn luôn không sai. Hàn Phong nói, ánh mắt lạnh lùng. Bốn phía, người của thế lực khác, đặc biệt là Hắc Huyết Điện người, một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn xem Lục Minh cùng Hàn Phong. Người sáng suốt xem xét, liền biết Lục Minh cùng Hàn Phong có mâu thuẫn. Một cái thế lực người, tại loại này tranh tài bên trong có mâu thuẫn, còn đụng nhau, thú vị. Vương trưởng môn cũng là một trận đau đầu. Hắn thật sợ Lục Minh cùng Hàn Phong lưỡng bại câu thương, ảnh hưởng phía sau tranh tài. Hết lần này tới lần khác, hai người này hắn đều ép không được, một cái là lai lịch khó lường tuyệt thế yêu nghiệt, một cái là đến từ hồng hoang vạn tộc bảng đỉnh cấp thiên kiêu, cả đám đều không vung hắn. Vương trưởng môn thật cảm thấy, hắn quá khó khăn. Có đúng không, vậy thì tới đi. Lục Minh dậm chân hướng về phía trước, đi tới chiến đài phía trên. Hàn Phong đồng dạng thân hình khẽ động, xuất hiện ở trên chiến đài, cùng Lục Minh xa xa tương đối. Ngươi thừa dịp hiện tại nhận thua còn kịp, chờ một chút động thủ, đao kiếm không có mắt, tử thương không thể tránh được. Hàn Phong vội vàng mở miệng, muốn dùng lời này kích ngụ Lục Minh, để Lục Minh không dễ dàng nhận thua. Lão huynh. Ngươi cướp ta lời kịch làm gì? Lục Minh thật muốn đối Hàn Phong nói như vậy. Bởi vì, hắn cũng đang chuẩn bị dùng lời này kích ngụ Hàn Phong, muốn cho Hàn Phong không dễ dàng nhận thua đây, không nghĩ tới Hàn Phong sớm mở miệng. Bất quá dạng này cũng tốt, Lục Minh có thể phản kích một đợt. Ta nhận thua, không tồn tại, ta ngược lại thật ra sợ ngươi còn không có đánh hai chiêu liền nhận thua. Lục Minh thản nhiên nói. Ha ha ha, ta nhận thua, ngươi thật đúng là hồn nhiên, ta nếu là nhận thua. Hàn Phong cười to. Ta nếu là nhận thua, ta tự phế tu vi. Bị Lục Minh một kích, Hàn Phong không khỏi thốt ra. Tốt,
Một lời đã định. Lục Minh tranh thủ thời gian đánh nhịp. Ta. Hàn Phong sững sờ, trong lòng không khỏi có chút hối hận, đặc biệt xem đến Lục Minh biểu lộ, hắn không khỏi có chút bất an. Chẳng lẽ, Lục Minh thật có thể ứng phó hắn? Sẽ không, tiểu tử này, làm sao có thể đánh bại ta? Hàn Phong lắc đầu, đem trong lòng không thiết thực ý nghĩ vung ra ngoài óc. Bắt đầu đi. Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố bắt đầu tranh tài. Oanh. Thiên Hoành giáo chủ vừa mới nói xong, Hàn Phong trên người liền bộc phát ra thôi sán quang huy, một cái kiếm quang sáng chói nổi lên. Đây là hắn bản nguyên bí thuật. Chu tâm kiếm. Hàn Phong quát khẽ, một đạo kiếm quang, bằng tốc độ kinh người, đâm về phía Lục Minh. Lục Minh không sợ chút nào, chập ngón tay như kiếm, kiếm chỉ bắn ra kiếm quang, một kiếm hướng về Hàn Phong chém tới. Thế mà đón đỡ ta chu tâm kiếm, thực sự là tự tìm cái chết, tốt. Hàn Phong nhìn thấy Lục Minh một kiếm hướng về hắn chém tới, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn chu tâm kiếm, cũng không phải thông thường kiếm chiêu thế công, có thể thẳng đến địch nhân trái tim, phá hủy trái tim của địch nhân. Oanh! Lục Minh cùng Hàn Phong công kích, đụng vào nhau, kiếm khí bốn phía. Lập tức, Lục Minh cảm giác được Hàn Phong trong kiếm quang, có một đạo quỷ dị năng lượng, vọt thẳng vào trong thân thể của hắn, hướng về hắn trái tim phóng đi. Phốc! Lục Minh trái tim, bị cái này kiếm quang xuyên thủng, đánh ra một cái lỗ thủng. Tu vi đạt đến thần vương, thần quân những cảnh giới này, nhục thân coi như bị đánh phá thành mảnh nhỏ, chỉ cần linh hồn bất diệt, cũng có thể khôi phục lại. Nhưng cũng không phải nói, một điểm ảnh hưởng đều không có. Trái tim chính là khí huyết trung tâm, còn có ngũ tạng lục phủ, đều là chỗ hiểm, cho dù là thần quân, lại hoặc là thần hoàng, bị đánh trúng, mặc dù sẽ không nguy hiểm tính mệnh, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn, lại nhận ảnh hưởng rất lớn, chiến lực suy yếu, khí huyết không đủ, thần lực khó có thể điều động. Cho nên rất nhiều cường giả một khi thụ thương, chiến lực liền sẽ suy yếu. Hàn Phong chu tâm kiếm, chính là chuyên môn công kích trái tim. Chu tâm kiếm khí, một đạo bộc phát, thẳng đến trái tim, không đạt mục đích không bỏ qua. Một khi đánh trúng đối thủ trái tim, đối thủ trong phút chốc, thực lực sẽ suy yếu một mảng lớn. Đáng tiếc, hắn gặp Lục Minh. Lục Minh hiện tại, căn bản không có cái gọi là yếu hại. Toàn thân hắn mỗi một tế bào, đều là trung tâm, đều là hạch tâm. Cho nên, Lục Minh trái tim bị chu tiên kiếm khí xuyên thủng, hắn một chút đều không có chịu ảnh hưởng. Nhưng Hàn Phong căn bản không biết chuyện này, hắn còn tưởng rằng Lục Minh nhận lấy ảnh hưởng rất lớn, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Đi chết đi cho ta. Hàn Phong gào thét một tiếng, kiếm quang mạnh hơn, nhân kiếm hợp nhất, chém về phía Lục Minh. Hắn muốn thừa cơ đem Lục Minh chém thành hai nửa. Nhưng lúc này Lục Minh lộ ra quỷ dị cười lạnh, một quyền hướng về phía Hàn Phong kiếm quang đánh ra. Đánh ra trong nháy mắt, Lục Minh khí tức tăng vọt. Trong khoảnh khắc, Lục Minh kích phát chiến tự quyết gấp 3 chiến lực. Gấp 3 chiến lực, đã đủ rồi. Oanh! Lục Minh nắm đấm, cùng Hàn Phong kiếm quang đánh vào cùng một chỗ, đánh chúng trong nháy mắt, Hàn Phong sắc mặt biến, từ ngay từ đầu dữ tợn, biến thành kinh ngạc, sau đó biến thành không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng hốt. Đón lấy, Hàn Phong kiếm quang trực tiếp sụp đổ đến, ở Lục Minh quyền kình phía dưới, như ánh nến một dạng dập tắt. Sau đó, Lục Minh nắm đấm, đánh vào Hàn Phong trên sống mũi. Xoạt xoạt, Hàn Phong xương mũi bị đánh nát, toàn bộ mặt sụp đổ đi vào, đương nhiên, đầu của hắn không có nổ bể ra đến, bởi vì là Lục Minh hạ thủ lưu tình. A, Hàn Phong phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể nhanh lùi lại. Nhưng là Lục Minh bàn tay lớn vồ một cái, bắt được Hàn Phong một cánh tay, sau đó vung đến hất lên, Hàn Phong cả người bị ngã ầm ầm trên mặt đất. Giống như là một con cóc bị hung hăng đập xuống đất, phát ra thanh âm kỳ quái. Trên người hắn vang lên đùng đùng thanh âm, đó là xương cốt đứt gãy thanh âm. Hàn Phong công kích chính diện lực, cùng Quan Liên Bích không sai biệt lắm, hắn tuyệt chiêu, chính là chu tâm kiếm. Có chu tâm kiếm, coi như thực lực mạnh hơn hắn, thường thường đều sẽ bại ở trong tay của hắn. Như Quan Liên Bích, mặc dù lực phòng ngự kinh người, nhưng là nếu như cùng Hàn Phong một trận chiến mà nói, bại nhất định là Quan Liên Bích. Hơn nữa còn là thảm bại. Cho nên, Hàn Phong trước đó mới tự tin như vậy, cho rằng cầm xuống Lục Minh, 100%. Đích xác, nếu như Lục Minh là cái phổ thông thiên kiêu mà nói, trong nháy mắt bị đánh xuyên trái tim, chiến lược đại giảm, thật vẫn có khả năng bị Hàn Phong đánh giết. Nhưng vạn sự không có nếu như. Ta. Lúc này, Hàn Phong rốt cục kịp phản ứng, muốn kêu to nhận thua. Nhưng là lời còn không có mở miệng, hắn liền dừng lại. Hắn nhớ lại trước đó thả ra mà nói,
hắn một khi nhận thua, liền muốn tự phế tu vi. Một cái tu hành giả, tự phế tu vi, cái kia còn lại cái gì? So phế vật cũng không bằng, đây là hắn tuyệt đối không thể nào tiếp thu được a. Đáng chết, bị lừa rồi. Hàn Phong trong lòng điên cuồng gầm thét. Hắn biết rõ lên Lục Minh xấu làm, Lục Minh tựa hồ sớm biết sẽ đánh bại hắn, cho nên trước đó mới kích Hàn Phong không thể nhận thua. Trước đó, hắn còn muốn kích Lục Minh không thể nhận thua, bây giờ suy nghĩ một chút, biết bao buồn cười. Cái này, chung quanh người xem, cũng là một trận ngạc nhiên, có chút phát mộng rồi. Hàn Phong, cái này cũng bại quá nhanh đi. Tốt xấu ngươi cũng là một phương đại lão a, cứ như vậy bị hành hạ. Bọn họ thoáng như trong mộng. Cho dù là vương trưởng môn, Hàn Tử Lăng những cái này đối Lục Minh rất có lòng tin người, cũng cảm giác có chút không chân thực. Là, bọn họ trước đó là biết rõ Lục Minh thực lực cường đại, có thể đánh bại dễ dàng đánh giết chuẩn hoàng, nhưng là Hàn Phong cũng có thể a. Cho nên bọn họ vẫn cho rằng, Lục Minh cho dù là mạnh, cũng liền Hàn Phong trình độ kia mà thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Hàn Phong ở Lục Minh trong tay, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Hàn Phong bị khắc chế, Hàn Phong chu tâm kiếm, chuyên công trái tim, hắn mới vừa chu tâm kiếm khí, rõ ràng đánh trúng Mục Vân, nhưng là Mục Vân một chút việc đều không có, rất hiển nhiên, Mục Vân trên người có phòng ngự trái tim bảo vật, hoặc là hắn trái tim đặc thù, mới không có chịu ảnh hưởng. Không sai, cũng không phải là Hàn Phong thực lực không đủ, mà là bị Mục Vân khắc chế. Mấy cái thế lực đại lão, nhìn ra, mờ ám trong đó, điểm ra. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Đụng. Giờ phút này, Lục Minh không có chút nào dừng tay dự định, một cước bước ra, dẫm ở Hàn Phong trên mặt, Hàn Phong kêu thảm, một bên liền đều sụp đổ. Hiện tại Hàn Phong, thực sự là vô cùng thê thảm, hoàn toàn thay đổi, coi như mẹ của hắn ở trong này đều không nhận ra hắn. Lục Minh cũng không có đánh giết Hàn Phong, hắn vẫn có chút cố kỵ. Đương nhiên, hắn không phải cố kỵ bản thân an nguy, nếu như một mình hắn, đã sớm một chiêu đánh chết Hàn Phong, cùng lắm thì sau đó vùi mông một cái rời đi. Nhưng là bây giờ hắn tạm thời làm bộ là Phong Đô kiếm phái đệ tử, cần phải mượn Phong Đô kiếm phái, đi tham gia Thiên Cung Thiên binh sàng chọn. Mà Hàn Phong, lại là vương trưởng môn tiêu phí trọng đại đại giới từ Thánh Tâm tộc mời tới, nếu là bị hắn cái này Phong Đô kiếm phái đệ tử giết chết, Thánh Tâm tộc nhất định sẽ tìm đến Phong Đô kiếm phái phiền phức. Lấy Thánh Tâm tộc thực lực, diệt đi Phong Đô kiếm phái, cũng sẽ không quá khó khăn. Đến lúc đó, vương trưởng môn chắc chắn sẽ không bảo hắn, sẽ đem hắn giao ra. Đây là Lục Minh không nguyện ý thấy, cho nên Lục Minh cũng không có đánh giết Hàn Phong dự định, chỉ là muốn ngược hắn một phen. Đồng bối đọ sức, bị hành hạ một phen, Thánh Tâm tộc lại không biết xấu hổ, cũng sẽ không thay kỳ xuất mặt, vậy quá mất mặt. Mục Vân, dừng tay, Hàn Phong hắn đã thua. Thánh Tâm tộc một cái khác thanh niên giống to. Bại, ta sao không biết rõ hắn bại, hắn là lao xuống chiến đài, vẫn là tự nhận thua. Lục Minh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Ngươi, Thánh Tâm tộc thanh niên kia giận dữ, nói, Hàn Phong đã thụ thương, bất lực tái chiến, không phải bại là cái gì. Cái kia cũng khó mà nói, đây có lẽ là Hàn Phong chiến thuật đây, cố ý kỳ địch lấy yếu, sau đó tìm cơ hội phản kích, bằng không thì, hắn tại sao không có nhận thua. Lục Minh sẽ chết cắn, nhận thua, hai chữ này. Hàn Phong đều muốn ngửa mặt lên trời gào thét. Nhận thua, nhận em gái ngươi à. Nếu như không phải ta trước đó phát hạ khoác lác, muốn tự phế tu vi, ta đã sớm nhận thua được không? Thánh Tâm tộc cái kia thiên kiêu, cũng thiếu chút cắn được đầu lưỡi của mình, bị tức toàn thân phát run. Nhận thua, làm sao nhận thua? Đụng. Lục Minh lại tiếp tục xuất thủ, lại một chân đá vào Hàn Phong trên mặt. Hàn Phong một lần này liền kêu thảm đều kêu không được. Chuyện này, là ta cùng Hàn Phong ân oán cá nhân, thuộc về thế hệ trẻ tuổi đọ sức. Lục Minh vừa lớn tiếng bổ sung một câu. Hắn liền là sợ phiền phức sau Thánh Tâm tộc tìm Phong Đô kiếm phái tính sổ sách, hắn dạng này nói lớn tiếng ra, mọi người đều biết, Thánh Tâm tộc làm sao cũng không tiện tìm Phong Đô kiếm phái phiền toái. Giờ phút này, Hàn Phong trong lòng đã bảo hống mấy trăm câu. Hắn âm thầm thề, nhất định phải Lục Minh chết không có chỗ chôn, kết quả chính là, hắn lại bị Lục Minh hung ác ngược mấy lần. Thẳng đến gia hỏa này nhanh thoi thóp, Lục Minh mới một cước đem Hàn Phong đạp bay ra chiến đài, Thánh Tâm tộc một cái khác thanh niên vội vàng tiếp nhận Hàn Phong, vì đó chữa thương. Cái này Mục Vân, thật mang thù. Bốn phía, rất nhiều thiên kiêu trong lòng mặc niệm một câu, vẫn là bước chọc cái này Mục Vân thì tốt hơn. Đương nhiên, có mấy cái thiên kiêu trong mắt lấp lóe lấy cường đại chiến ý, như Tử Anh tộc thiên kiêu, Bảo Phong tộc thiên kiêu,
Lục Minh chỉ là thần quân ngũ trọng mà thôi, thế mà cường đại như vậy chiến lực, bọn họ rất muốn cùng Lục Minh đọ sức một phen. Trận chiến này, Mục Vân thắng. Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố. Cứ như vậy, Lục Minh cái thứ nhất tiến vào 18 cường, vì Phong Đô kiếm phái, lấy được 300 tích phân. Hiện tại, Phong Đô kiếm phái tổng cộng thu được 1.500 tích phân. Lục Minh lui xuống, một cái khác thanh niên, lại đi tới rút thăm. Cái này thanh niên vận khí không tốt, lập tức rút chúng từ anh tộc cái kia thiên kiêu, cái này khiến hắn sắc mặt khó coi muốn chết. Cái này người thanh niên tu vi, là thần quân cửu trọng, biết không phải là từ anh tộc thiên kiêu đối thủ, rất thẳng thắn nhận thua. Tiếp đó, tranh tài một trận tiếp một trận tiến hành. Bảo Phong tộc thiên kiêu, tự nhiên cũng dễ dàng lấy được thắng lợi. Mà Hắc Huyết Điện mời tới ngoại viện thiên kiêu Ngụy Cấm, cũng lấy được thắng lợi. Đến bây giờ, Hắc Huyết Điện cũng chỉ còn lại Ngụy Cấm một người, tích phân y nguyên so Phong Đô kiếm phái, nhiều một chút. Hơn một ngày thời gian, 18 cường đã ra lò. Cái này 18 cường, đại bộ phận đều là chuẩn hoàng cảnh thiên kiêu, chỉ có hai người bởi vì vận khí tốt, không có đụng phải chuẩn hoàng, lấy thần quân cửu trọng tu vi, tiến vào 18 cường. Đương nhiên, cũng có một chút vận khí kém chuẩn hoàng thiên kiêu, đụng phải càng mạnh đối thủ, bị đánh bại, như Hàn Phong. Không hề nghi ngờ, Thiên Hoành giáo tích phân, vẫn là người thứ nhất. Thiên Hoành giáo, tổng cộng có 3 vị thiên kiêu, tiến vào 18 cường. Cái này cũng mang ý nghĩa, có không ít thế lực, đã bị cạo đầu chọc, dừng bước ở đây. Phong Đô kiếm phái trưởng môn, trên mặt lộ ra nụ cười. Hiện tại, 18 cái thế lực bên trong, còn có người còn dư lại, chỉ có 12 cái. Phong Đô kiếm phái tích phân, khoảng cách tiến vào 10 vị trí đầu, đã rất gần. Chỉ cần Lục Minh có thể lại thắng một trận, Phong Đô kiếm phái liền ổn vào 10 vị trí đầu. 18 cường sinh ra, tiếp đó, chính là 18 vào 9. Quy tắc cùng trước đó một dạng, đem 18 người, chia hai nhóm, mỗi một nhóm 9 người. Trong đó 9 người khắc xuống danh tự, mặt khác 9 người đi rút. Lần này, Lục Minh phân đến rút thăm người. Trong đó, từ anh tộc thiên kiêu, cũng là rút thăm người, mà cái kia bảo Phong tộc thiên kiêu, là bị rút thăm người. Tốt rồi, ai tới rút thăm? Thiên Hoành giáo giáo chủ đem tất cả sau khi chuẩn bị xong, ánh mắt quét về phía Lục Minh đám người. Ta tới a. Từ anh tộc thiên kiêu phi thường tự tin, không sợ hãi, dậm chân hướng về phía trước. Không ít nhân tâm bên trong âm thầm cầu nguyện, hy vọng từ anh tộc thiên kiêu rút đến bảo Phong tộc cái kia thiên kiêu, cứ như vậy, hai người này liền có thể sớm tới một đại chiến đỉnh cao, tốt nhất đánh lưỡng bại câu thương, dạng này đối với những người khác có lợi. Đáng tiếc, không như mong muốn. Từ anh tộc thiên kiêu cũng không rút đến bảo Phong tộc thiên kiêu, mà là rút được một cái khác chuẩn hoàng thiên kiêu. Cái này bị rút ra đến thiên kiêu, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Hắn cũng là một tôn cường đại thiên kiêu, đến từ Hồng Hoang vạn tộc bảng bên trong kim bối Mã Trách nhất tộc. Hắn thực lực rất mạnh, nếu như không đụng tới từ anh tộc thiên kiêu, hắn rất có thể tiến vào chín mạnh, nhưng bây giờ. Ngươi muốn nhận thua sao? Từ anh tộc thiên kiêu con ngươi màu tím, nhìn về phía kim bối Mã Trách tộc thiên kiêu, tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Từ Dương Châu, ngươi mặc dù mạnh, nhưng ta cũng không có đạt tới sở chiến cũng không dám chiến cấp độ, đến một trận chiến A. Kim bối Mã Trách tộc thiên kiêu thét dài một tiếng, xông lên chiến đài. Từ anh tộc thiên kiêu Tử Dương Châu, hắn đạp lên chiến đài. Rất nhiều người ánh mắt lấp lánh hướng về chiến thiên, bao quát Lục Minh. Tử Dương Châu, một mực cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả chắc, nói hắn là tuyển thủ hạt giống, hạng nhất mấu chốt nhân tuyển, đặc biệt là ở vòng thứ nhất thời điểm, chiếm được kim sắc tinh hạch. Ngay cả bảo Phong tộc thiên kiêu, cũng không có lại vòng thứ nhất lấy được kim sắc tinh hạch. Nhưng là, lại không ai nhìn qua Tử Dương Châu ra tay toàn lực, bởi vì hắn trước đó vẫn không có đụng phải quá mạnh đối thủ, thậm chí, chuẩn hoàng cấp thiên kiêu, đều chưa bao giờ gặp. Mà kim bối Mã Trách tộc thiên kiêu, thực lực rất mạnh, cho dù là ở chuẩn hoàng cấp thiên kiêu bên trong, đều là phi thường cường đại, so Hàn Phong, Quan Liên Bích loại này, còn mạnh hơn một đoạn. Có lẽ, kim bối Mã Trách tộc thiên kiêu, có thể bước ra Tử Dương Châu một bộ phận thực lực đây. Bắt đầu đi. Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố. Chi chi kít kít. Kim bối Mã Trách tộc thiên kiêu, trong mồm truyền ra một cỗ kỳ quái sóng âm, loại sóng âm này, như sóng biển một dạng quét sạch hướng Tử Dương Châu, đây là một loại đáng sợ âm ba công kích, uy lực tuyệt luân. Nhưng là Tử Dương Châu mặt không biểu tình, bàn tay như đao, chém một cái mà ra, một đạo tử quang bắn ra, đem âm ba công kích bổ ra. Mà giữa sát na này, kim bối Mã Trách tộc thiên kiêu, đã hóa thành nguyên hình,
lộ ra một cái to lớn kim sắc châu chấu, đập cánh, hướng về Tử Dương Châu đánh tới. Kim Bối Mã Trách, tên như ý nghĩa, phần lưng của hắn là kim sắc. Giờ phút này, hắn kim sắc phần lưng, phát ra chói mắt kim quang, những kim quang này, thế mà hóa thành đủ loại bất đồng binh khí, hướng về Tử Dương Châu đánh tới. Mà hắn bản thể mấy đầu móng vuốt, như liêm đao đồng dạng, chém về phía Tử Dương Châu. Vừa ra tay, Kim Bối Mã Trách tộc thiên kiêu, liền dùng hết toàn lực, đem đủ loại công kích mạnh nhất, một mạch dùng đến, triển khai giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Đối mặt công kích như vậy, Tử Dương Châu sắc mặt, y nguyên bình tĩnh, mảy may không hề bị lay động. Hắn thân thể mặt ngoài, đắm chìm trong một tầng ánh sáng màu tím, như một kiện tử sắc thần y một dạng. Bá! Tử Dương Châu động, hướng về Kim Bối Mã Trách tộc thiên kiêu phóng đi, bàn tay của hắn hư không nhấn một cái, lập tức ở lòng bàn tay của hắn, bắn ra thôi sáng quang huy, sau đó, một cái tử sắc mặt trời nổi lên, lóa mắt hết sức. Tử sắc mặt trời, kịch liệt biến lớn, rộng lớn hết sức, ép về đằng trước. Phanh phanh phanh! Kim Bối Mã Trách tộc thiên kiêu thế công, ở tử sắc mặt trời áp bách dưới, không ngừng vỡ nát ra, như gỗ mục một dạng không chịu nổi một kích. Oanh! Cuối cùng, tử sắc mặt trời rơi vào Kim Bối Mã Trách tộc thiên kiêu trên người, Kim Bối Mã Trách tộc thiên kiêu kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà quay về, bằng tốc độ kinh người, bay thẳng đến ra to lớn chiến đài, lập tức có một bóng người phi ra, tiếp nhận Kim Bối Mã Trách tộc thiên kiêu, là mời Kim Bối Mã Trách tộc thiên kiêu đến cái kia thế lực bên trong một cái thần hoàng xuất thủ. Kim Bối Mã Trách tộc thiên kiêu không chết, nhưng là rất thảm, thân thể kém chút bị cháy rụi, phát ra trận trận mùi thơm. Một đôi trong suốt cánh, đã vô ảnh vô tung biến mất. Một chiêu, bại trong chớp mắt. Thực lực thật là mạnh, rất nhiều người chấn kinh. Kim Bối Mã Trách tộc thiên kiêu chiến lực, tuyệt đối không yếu, từ vừa rồi hắn toàn lực phát động công kích cũng có thể thấy được, mạnh phi thường, hiện trường 18 cường, có không ít người đều từ chả không có nắm chắc chính diện tiếp phía dưới. Một cao thủ như vậy, đối mặt Tử Dương Châu thời điểm, lại bị miểu sát, không phản kháng chút nào lực lượng. Bởi vậy có thể thấy được, Tử Dương Châu khủng bố. Mấu chốt là, Tử Dương Châu tu vi, cũng chỉ là chuẩn hoàng mà thôi. Một cái cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Lục Minh trong lòng làm ra bình luận. Hắc hắc, có ý tứ. Bảo Phong tộc cái kia thiên kiêu, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra cường đại chiến ý. Cứ như vậy, Tử Dương Châu trở thành cái thứ nhất tiến vào chính cường người. Ta tới a. Làm Tử Dương Châu đạp vào chiến đài thời điểm, Lục Minh dậm chân mà ra, tiến đến rút thăm. Còn lại 8 cái bị rút ra ký người, tâm tình khác nhau. Có người hy vọng bị Lục Minh rút đến. Lục Minh mặc dù đánh bại Hàn Phong, Quan Liên Bích, nhưng cũng không có biến thái như vậy. Còn dư lại thiên kiêu bên trong, trừ bỏ Tử Dương Châu, Bảo Phong tộc thiên kiêu bên ngoài, còn có mấy người cũng phi thường khủng bố, chiến lực cực kỳ cường đại, theo bọn hắn nghĩ, mấy người kia đều so Lục Minh mạnh, bọn họ càng không muốn đụng tới. Đương nhiên, cũng có người không nguyện ý bị Lục Minh rút đến, chính là hai cái thần quân cửu trọng bên trong một cái. Lục Minh mới không thèm để ý nghĩ của những người này, tùy ý rút đi một căn thăm trúc, cầm lên xem xét, Lục Minh lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Hồ Đảo. Đây là Lục Minh rút đến danh tự, người này Lục Minh có ấn tượng, bị rút ra ký bên trong một cái duy nhất thần quân cửu trọng. Hồ Đảo. Lục Minh phun ra một cái tên. Tên kia là Hồ Đảo thanh niên, lộ ra một nụ cười khổ. Hắn nghĩ chờ kỳ tích, cuối cùng vẫn là không có chờ được. Hiện tại 18 người bên trong, thần quân cửu trọng còn thừa lại 2 người, rút thăm cùng bị rút ra. Nói thật, những cái kia chuẩn hoàng cấp thiên kiêu bao quát Lục Minh, Hồ Đảo đối chiến, hơn phân nửa đều muốn thua. Hy vọng duy nhất của hắn, là bị một cái khác thần quân cửu trọng người rút đến, hắn mới có hy vọng thắng lợi. Nhưng là xác suất này quá nhỏ, cuối cùng không thể đụng tới. Thế mà rút được Hồ Đảo, cái này Mục Vân, vận khí thật tốt. Đích xác vận khí tốt, lấy không một trận tiện nghi, tiến vào 9 vị trí đầu. Hâm mộ a. Rất nhiều người đều thở dài, cho rằng Lục Minh vận khí quá tốt rồi. Vương trưởng môn cũng là cuồng hỉ. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Lục Minh thế mà rút được Hồ Đảo, đây cơ hồ là ổn vào 9 vị trí đầu. Tiến vào 9 vị trí đầu, thế nhưng là có thể được 500 điểm tích phân. Cứ như vậy, Phong Đô kiếm phái, là ổn vào 10 hạng đầu. Hắn há có thể không thích. Mà Hắc Huyết Điện điện chủ, sắc mặt âm trầm, lạnh rên một tiếng. Hắc Huyết Điện một mực cùng Phong Đô kiếm phái đối đầu, nhìn thấy Phong Đô kiếm phái tiến vào 10 vị trí đầu, có thể thu hoạch được tốt tài nguyên, hắn tự nhiên khó chịu. Về phần Hàn Phong,
Tề Bình mấy người, trong lòng liền càng thêm khó chịu. Ngươi muốn chiến sao? Chiến đài phía trên, Lục Minh hỏi. Hồ Đào chiến lực, so Hàn Phong, Quan Liên Bích mấy người còn kém một đoạn, căn bản không phải hắn đối thủ. Còn mời Mục Huynh chỉ giáo. Hồ Đào liền ôm quyền, hắn không muốn còn không có chiến liền nhận thua, khó tránh khỏi có chút mất mặt. Lục Minh không tiếp tục nhiều lời. Chờ Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố về sau, Lục Minh thân hình bạo trùng mà ra, trực tiếp triển khai công kích mãnh liệt. Kết quả tự nhiên là đã định trước, Hồ Đào căn bản ngăn không được Lục Minh công kích, miễn cưỡng tiếp hai chiêu, liền ho ra máu mà lui, bị oanh ra chiến đài. Lục Minh, tiến vào chín cường, vì Phong Đô kiếm phái hảo lấy 500 tích phân, Phong Đô kiếm phái tích phân, đi tới 2000 điểm. Đã vào chắc 10 vị trí đầu. Lục Minh về sau, Hắc Huyết Điện Ngụy Cấm ra sân, chọn chúng một cái chuẩn hoàng cấp thiên kiêu, hai người bộc phát đại chiến kịch liệt. Cuộc chiến đấu này, rất kịch liệt, hai người trọn vẹn kịch chiến mấy trăm chiêu, cuối cùng Ngụy Cấm hơn một chút, đánh bại đối thủ, cũng tiến vào chín cường. Cứ như vậy, Hắc Huyết Điện tích phân, vẫn là so Phong Đô kiếm phái nhiều một chút, cái này khiến Hắc Huyết Điện chủ trên mặt lộ ra nụ cười, quét Vương trưởng môn vài lần, hơi có vẻ đắc ý. Tranh tài tiếp tục. Tiếp đó, cơ hồ buổi diễn đều là long tranh hổ đấu, đại chiến kịch liệt. Chỉ có hai trận tranh tài, là hiện ra nghiêng về một bên. Một trận là Bảo Phong tộc vị kia thiên kiêu đại chiến, một trận là cái cuối cùng thần quân cửu trọng đại chiến, đều là rất nhanh phân ra được thắng bại. Lần này tranh tài, trọn vẹn dùng hai ngày nhiều thời giờ, mới toàn bộ phân ra thắng bại. Chín cường, sinh ra. Chín cường bên trong, Thiên Hoành giáo chiếm cứ hai cái danh ngạch, tích phân đều nhanh đạt tới 5000 điểm, xa xa dẫn trước, thế lực khác trước muốn theo đuổi, rất có độ khó. Tiếp đó, chính là chín cường tranh bá. Chín cường tranh bá quy tắc lại thay đổi, không ở rút thăm, mà là cùng trước đó tiểu tổ tái một dạng, thay phiên quyết đấu. Chín người thay phiên đấu qua đi, cùng 8 người khác đối chiến, mỗi thắng một trận, có 200 tích phân. Hơn nữa cuối cùng 3 hạng đầu, còn có quá mức tích phân ban thưởng. Người thứ nhất, ban thưởng 600 tích phân, người thứ hai, ban thưởng 400 tích phân, người thứ ba, ban thưởng 200 tích phân. Người thứ tư đến người thứ chín, không có ngoài định mức ban thưởng. Nói cách khác, ai có thể 8 thắng liên tiếp, lấy được hạng nhất mà nói, còn có thể thu hoạch được 2400 tích phân. Cho các ngươi thời gian một ngày khôi phục, sau một ngày, một vòng cuối cùng bắt đầu tranh tài. Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố. Trước đó, có ít người qua đại chiến kịch liệt, hao tổn rất lớn, giờ phút này vội vàng ngồi xếp bằng, xuất ra đan dược nuốt vào, bắt đầu khôi phục. Lục Minh không có cái gì hao tổn, trước đó bị Hàn Phong đánh xuyên trái tim, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Một ngày thời gian, đi qua rất nhanh. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu sau cùng xếp hạng quyết chiến, vòng thứ nhất, Tử Dương Châu, đối Ngụy Cấm. Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố. Ta nhận thua. Ngụy Cấm rất thẳng thắn nhận thua. Đây không phải đấu vòng loại, mà là danh ngạch hạng quyết chiến, hơn nữa mỗi thắng một trận, đều có thể thu hoạch được 200 tích phân. Ngụy Cấm biết mình không phải Tử Dương Châu đối thủ, tự nhiên rất thẳng thắn nhận thua. Tốt, trận chiến này, Tử Dương Châu thắng. Trận tiếp theo, Phong Bằng, đối Tảo Thôn. Thiên Hoành giáo chủ, tuyên bố trận tiếp theo. Phong Bằng, chính là Bảo Phong tộc vị kia thiên kiêu danh tử. Ta nhận thua. Tảo Thôn cũng rất thẳng thắn nhận thua. Trận tiếp theo, Mục Vân, đối Viên Kỳ. Rốt cuộc đến phiên Lục Minh. Vù vù. Hai đạo bóng người khẽ động, Lục Minh cùng một cái khác thanh niên Viên Kỳ, đồng thời rơi ở trên chiến đài. Trận này, khẳng định không có người nhận thua. Không biết Mục Vân cùng Viên Kỳ, ai mạnh hơn a? Khó mà nói, Viên Kỳ thực lực cũng phi thường kinh người, tuyệt đối ở Hàn Phong phía trên, có trò hay để nhìn. Thấy là Mục Vân cùng Viên Kỳ hai người, rất nhiều người lộ ra chờ mong. Oanh! Thiên Hoành giáo chủ còn không có tuyên bố, hai người khí tức, liền đụng vào nhau, kích thích trận trận cuồng phong. Theo Thiên Hoành giáo chủ ra lệnh một tiếng, hai đạo bóng người, bảo trùng mà ra, hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Như hai cái tinh cầu chạm vào nhau, bầu trời chấn động mãnh liệt, sau đó hai đạo bóng người lui lại, nhưng sau một khắc, lại hướng về đối phương vọt tới. Kịch liệt oanh minh, không ngừng vang lên. Một chút kẻ tu vi yếu, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời hai đạo quang ảnh đang không ngừng lấp lóe, sau đó bầu trời không ngừng chấn động. Trong nháy mắt, Lục Minh cùng Viên Kỳ, liền đại chiến mấy chục chiêu, đều không có phân ra thắng bại. Lợi hại! Lục Minh trong lòng tán thưởng. Những cái này đỉnh cấp đại tộc thiên kiêu, đạt tới chuẩn hoàng về sau, chiến lực quả nhiên không phải tầm thường.
Giờ phút này, Lục Minh đã kích phát chiến tự quyết gấp 3 chiến lực, thế mà không thể làm gì đối phương. Chuẩn hoàng, cùng thần hoàng tầm đó, là có chênh lệch rất lớn, có một đạo không thể vượt qua cái hào rộng. Nếu như đem chuẩn hoàng đến thần hoàng chênh lệch, chia làm thập đoạn mà nói, Viên Kỳ đã ở vào đệ ngũ đoạn tả hữu, chiến lực như vậy, đánh giết phổ thông chuẩn hoàng, như lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Giống. Đại chiến bên trong, Viên Kỳ phát ra như là dã thú hống khiếu, hắn lực lượng, thế mà mạnh mẽ lại cao thêm một điểm. Ước chừng ở vào chuẩn hoàng cùng thần hoàng ở giữa giai đoạn thứ 6. Lập tức thế mà đem Lục Minh bách lui lại mấy bước. Lục Minh phải thua. Lập tức có người kinh hô. Hừ, rốt cuộc phải bại. Hàn Phong, Tề Bình đám người ánh mắt sáng lên, hiện tại, Hàn Phong thương thế đã khôi phục 8 phần 10, chỉ là trên mặt còn có chút bầm đen, hắn còn không hề rời đi, chủ yếu là muốn lưu lại nhìn Lục Minh bị những người khác ngược. Hiện tại rốt cuộc nhìn thấy Lục Minh muốn bại, trong lòng của hắn, hoặc nhiều hoặc ít thoải mái một chút. Đáng tiếc, hắn lại phải thất vọng. Oanh! Lục Minh khí tức trên thân, lại đột nhiên dâng lên một đoạn, hắn kích phát chiến tự quyết gấp 4 chiến lực. Oanh! Lục Minh đấm ra một quyền, tế bào số lớn bí thuật đồng thời bạo phát đi ra, đương nhiên là ẩn mà không hiện, hình thành cuồng bạo quyền kình, đánh về phía Viên Kỳ. Lần này, Viên Kỳ thân thể chấn động, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Cái gì? Bốn phía người quan chiến, trong lòng đại chấn. Lục Minh, trước đó lại còn không có dùng ra toàn lực, giờ phút này, lại còn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, điều này sao có thể? Chỉ là thần quân ngũ trọng mà thôi, chẳng lẽ lực lượng là vô cùng vô tận sao? Hàn Phong, Tề Bình hai người, sắc mặt trắng bệch, kém chút đem trong mắt của mình trừng bảo, bọn họ hy vọng nhường nào, tự xem đến tất cả, đều là giả, là mình đang nằm mơ. Đáng tiếc, hiện thực là tàn khốc. Rầm rầm rầm. Lục Minh lấy được thượng phong, thế công như giống như cuồng phong bạo vũ, áp Viên Kỳ liên tục rút lui. Viên Kỳ đã đem bản thân lực lượng tăng lên tới cực hạn, lại không thể nữa tiếp tục tăng lên, hắn chỉ có chống đối lực lượng, không có sức hoàn thủ. Rất nhanh, hắn liền bị Lục Minh dồn đến chiến đài giáp danh. Ta nhận thua. Cuối cùng, Viên Kỳ hô to nhận thua. Tiếp tục đánh, hắn còn có thể chống đối một đoạn thời gian, nhưng là muốn chuyển bại thành thắng, gần như không có khả năng, tiếp tục đánh, chỉ có thể để cho mình tiêu hao càng lớn, ảnh hưởng phía sau đại chiến. Cho nên, hắn dứt khoát nhận thua. Viên Kỳ một nhận thua, Lục Minh liền bước ra lui lại, thu hồi lực lượng. Viên Kỳ cũng bay ra chiến đài bên ngoài, xuất ra đan dược nuốt vào, toàn lực khôi phục, chờ đợi phía sau đại chiến. Lục Minh lấy được liên tiếp thắng, thu được 200 tích phân. Lục Minh lui ra chiến sau đài, đến phiên những người khác đại chiến. Có thể đi đến chín cường, toàn bộ đều là chuẩn hoàng cấp thiên kiêu, hơn nữa đều là chiến lực cực kỳ cường đại chuẩn hoàng. Cho nên phía sau đại chiến, đều phi thường đặc sắc. Đương nhiên trừ bỏ Phong Bằng cùng Tử Dương Châu bên ngoài, còn có hai cái thanh niên, chiến lược 10 điểm đáng sợ, so Viên Kỳ mạnh hơn, đưa tới Lục Minh chú ý. Hai người này, thắng cũng không có quá cực khổ. Rất nhanh, một vòng vòng xong, lại đến phiên vòng thứ hai. Vòng thứ hai, Lục Minh đối thủ, còn không có Viên Kỳ mạnh, Lục Minh thắng không hề tốn sức. Nhưng là, có một trận khác đại chiến, hấp dẫn chú ý của mọi người. Bảo Phong tộc Phong Bằng đối chiến Hách Hàn. Hách Hàn chính là trừ bỏ Tử Dương Châu, Phong Bằng bên ngoài hai cái đỉnh cấp cao thủ một trong, hai người này là cho rằng gần với Tử Dương Châu cùng Phong Bằng tồn tại, nhưng là vẻn vẹn chỉ là cho rằng mà thôi, không ai có thể kết luận Hách Hàn liền không thể cùng Phong Bằng cùng Tử Dương Châu chống lại. Một lần này, tựa hồ có thể nghiệm chứng. Oanh! Hai người không có lời thừa thãi, trực tiếp đại chiến một chỗ. Bảo Phong tộc Phong Bằng phảng phất hóa thân cuồng phong, giơ tay nhấc chân, đều có kinh khủng cương phong bắn ra, loại này cương phong, cũng không phải thông thường phong, mà là từ đáng sợ thần lực diễn biến mà thành, xé rách thần khí, chỉ là bình thường. Vừa ra tay, Phong Bằng liền triển lộ ra viễn siêu chuẩn hoàng cấp thực lực. Bất quá, Hách Hàn cũng không đơn giản, hắn tay cầm một cái trắng sáng như tuyết trường cung, khí tức bừng bừng phấn chấn, dương cung cài tên, mỗi một lần bắn cung, liền sẽ có mấy đạo mũi tên phi ra, mỗi một cây mũi tên, đều ẩn chứa khủng bố hàn khí. Bay qua không trung, liền sẽ lưu lại một đạo băng phong hàn lưu. Băng tiễn cùng cương phong va chạm, vô cùng kịch liệt, trong nháy mắt liền đúng oanh mấy chục chiêu. Sức tấn công thật là khủng bố, bậc này lực công kích, hoàn toàn đạt đến thần hoàng cảnh lực công kích. Có tông môn đại lão sợ hãi than nói. Giờ phút này, Phong Bằng cùng Hách Hàn triển lộ lực công kích, đã hoàn toàn vượt qua chuẩn hoàng cấp độ này, thậm chí vượt qua Viên Kỳ.
Viên Kỳ chỉ là ở vào chuẩn hoàng đến thần hoàng ở giữa đệ ngũ lục giai, mà Phong Bằng cùng Hách Hàn triển lộ lực công kích, đã hoàn toàn là 10 trên 10 thần hoàng lực công kích. Hai người, hoàn toàn có thể cùng thần hoàng cảnh tồn tại đại chiến mà không rơi vào thế hạ phong. Lấy chuẩn hoàng chi cảnh, có thể so với thần hoàng chiến lực, thực sự là khủng bố. Phong Bằng chẳng lẽ liền chiến lực như vậy, lấy chiến lực như vậy, chỉ sợ không phải Tử Dương Châu đối thủ a. Có người nghi ngờ nói. Tử Dương Châu, thế nhưng là lấy được kim sắc tinh hạch tồn tại, muốn có được kim sắc tinh hạch, tối thiểu là có thể đánh giết thần hoàng cấp hoang thú. Coi như vận khí cực tốt, đánh chết một cái thần hoàng cấp hoang thú, liền được kim sắc tinh hạch, vậy cũng có thể đánh giết thần hoàng cấp hoang thú mới được a. Chống lại cùng đánh giết, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Phong Bằng nếu như chỉ có chiến lực như vậy, chỉ sợ không phải đủ để cùng Tử Dương Châu chống lại. Quả nhiên, Phong Bằng nhìn thấy bản thân đại chiến mấy chục chiêu, y nguyên bắt không được Hách Hàn, trong mắt chiến ý bừng bừng phấn chấn. Hách Hàn, cái này liền là ngươi cực hạn chiến lược sao? Nếu mà như này, vậy liền bại a, Phong Chi Nguyên Linh. Phong Bằng thét dài, vô tận cương phong bỗng nhiên tụ lại, hóa thành một cái kỳ lạ sinh linh. Sinh linh này, cưỡi gió mà đi, giơ tay nhấc chân, đều có thể bắn ra xé rách không gian cương phong công kích. Đây là Phong Chi Nguyên Linh. Trên thực tế, Phong Chi Nguyên Linh cũng là một loại cường đại nguyên thủy thần linh, chỉ là hơi đặc biệt, do thiên địa ở giữa sớm nhất nguyên tố thai nghén mà thành, thực lực cực kỳ khủng bố, so với bình thường nguyên thủy thần linh càng mạnh. Mà Phong Bằng thi triển ra Phong Chi Nguyên Linh, chính là nguyên thủy thần thể, hơn nữa đã đạt tới cảnh giới cực cao, ngưng tụ nguyên thủy thần huyết cũng không chỉ một giọt. Bộc phát ra chiến lực vô cùng kinh người. Bá, Phong Bằng hóa thành Phong Chi Nguyên Linh, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, lóe lên một cái, đầy trời đều là cái bóng của hắn, đều thấy không rõ hắn chân thân ở nơi nào, từng đạo công kích từ bốn phương tám hướng, tấn công về phía Hách Hàn. Hách Hàn hét lớn, không ngừng dương cung cài tên. Siêu siêu siêu, đầy trời mũi tên bay ra ngoài, cùng Phong Bằng đối kháng. Nhưng là, Phong Bằng thi triển ra Phong Chi Nguyên Linh về sau, Hách Hàn đã không phải là đối thủ. Phong Bằng thi triển ra Phong Chi Nguyên Linh về sau, Hách Hàn đã hoàn toàn không phải là đối thủ, miễn cưỡng cản mấy chiêu về sau, liền ho ra máu mà lui. Nhưng là, Phong Bằng tốc độ quá nhanh, đảm nhiệm Hách Hàn làm sao lui, Phong Bằng thủy chung ở chung quanh thân thể hắn, thế công không ngừng. Huyền băng lồng giam. Hách Hàn hét lớn một tiếng, trên người hàn ý ứa ra, hư không bị ngưng động, một tòa hình tròn khối băng, đem Hách Hàn băng nhốt ở bên trong. Đương đương đương. Phong Bằng công kích, rơi vào khối băng bên trên, giống như là công kích ở thần binh lợi khí bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, vụn băng văng khắp nơi. Nhưng là trong lúc nhất thời, lại không có thể phá ra khối băng phòng ngự. Hừ, cho rằng dựa vào một khối băng khối, liền có thể ngăn cản ta, nằm mơ. Phong Bằng ánh mắt phát lạnh, hắn Phong Chi Nguyên Linh thân thể, thế mà hóa thành một đem bảo phong chi kiếm, chém xuống một cái. Oanh! Bảo phong chi kiếm, chém vào khối băng bên trên, bộc phát ra kịch liệt oanh minh, cả tòa chiến đài, đều rung động dữ dội lên. Xoạt xoạt! Ngay sau đó, khối băng phát ra xoạt xoạt thanh âm, phía trên xuất hiện từng đầu khe hở. Cuối cùng, khối băng hoàn toàn nổ bể ra đến, Hách Hàn phun máu phè phè, thân thể cuồng bay mà ra, bay ra chiến đài bên ngoài. Lập tức, thì có một bóng người phi ra, tiếp nhận Hách Hàn, mang về trên chỗ ngồi, giúp đỡ chữa thương. Không hề nghi ngờ, Hách Hàn bị đánh bay ra chiến đài, đã thua. Trận chiến này, Phong Bằng thắng. Phong Bằng thật là lợi hại, liền xem như Hách Hàn toàn lực phòng ngự, cũng đỡ không nổi hắn công kích. Đích xác lợi hại, dạng này công kích lực, đã có thể đối thần hoàng tạo thành nghiêm trọng uy hiếp, thậm chí có thể đánh chết, Phong Bằng, thật có thể cùng Tử Dương Châu tranh phong a. Tuyệt đối. Một lần này, chỉ sợ đệ nhất đệ nhị tên, sẽ tại Tử Dương Châu cùng Phong Bằng tầm đó sinh ra, mà đệ tam đệ tứ, sẽ tại Hách Hàn cùng Nhiếp Thập Tam tầm đó sinh ra. Hiện trường người, kích động nghị luận, suy đoán một lần này xếp hạng. Rất rõ ràng, Phong Bằng cùng Tử Dương Châu thực lực, đã vượt qua những người khác một đoạn, không người có thể cùng bọn họ chống lại, cuối cùng đệ nhất, hơn phân nửa là ở hai người bọn họ tầm đó quyết ra. Mà đệ tam đệ tứ, hơn phân nửa là Hách Hàn cùng Nhiếp Thập Tam tầm đó quyết ra. Nhiếp Thập Tam, là một cái khác cùng Hách Hàn cùng nổi danh nhân vật, chiến lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng là phải cùng Phong Bằng, Tử Dương Châu có chút chênh lệch. Về phần Lục Minh, đám người cho là hắn nhiều nhất ở đệ tứ về sau. Quả nhiên, lại trải qua hai trận tỉ thí về sau, Tử Dương Châu, đối mặt Nhiếp Thập Tam. Hai người triển khai một trận kịch liệt quyết đấu. Tử Dương Châu Tử Dương giữa trời,
không cách nào địch nổi, cương mãnh tuyệt luân. Mặc dù Nhiếp Thập Tam đoạn mệnh 13 thương, uy lực khủng bố, tuyệt đối đạt đến thần hoàng cấp chiến lực, nhưng y nguyên không phải Tử Dương Châu đối thủ, cuối cùng bị Tử Dương Châu đánh bại. Dạng này, đám người liền càng xác định bọn họ suy đoán. Không biết là không phải là bị mọi người nghị luận ảnh hưởng, Tử Dương Châu cùng Phong Bằng hai người tầm mắt liên tiếp giao hội, va chạm ra kịch liệt hỏa hoa. Hai người đều lộ ra chiến ý mãnh liệt, muốn đem đối thủ dẫm ở dưới chân. Tỷ thí, tiếp tục tiến hành. Lục Minh trận chiến thứ ba đấu, đụng phải đối thủ, cũng phi thường mạnh, cùng phía trước Viên Kỳ không sai biệt lắm, cuối cùng, vẫn là thua ở trên tay Lục Minh. Mặt khác, Tử Dương Châu, Phong Bằng, Hách Hàn, Nhiếp Thập Tam cũng đều lấy được thắng lợi. Trận thứ tư thời điểm, Lục Minh rốt cục nghênh đón một cái đối thủ cường đại. Nhiếp Thập Tam. Nhiếp Thập Tam, một thân hắc sắc trang phục, tay cầm trường thương, phong mang tất lộ. Xem xét, liền biết là một cái lãnh khốc nhân vật, cùng hắn bản nguyên bí thuật, đoạt mệnh 13 thương một cái khí chất. Vù vù. Hai người đạp vào chiến đài, đứng đối mặt nhau. Cái này cũng khơi gợi lên rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Các ngươi nói, Mục Vân cùng Nhiếp Thập Tam, ai có thể thắng? Đây còn phải nói, nhất định là Nhiếp Thập Tam A, Nhiếp Thập Tam chiến lực, đã hoàn toàn bước vào thần hoàng cấp, hoàn toàn tương đương với một cái yếu một chút thần hoàng, Mục Vân mặc dù mạnh, nhưng lại há lại Nhiếp Thập Tam đối thủ. Không sai, ta cũng cho rằng như vậy, hắn dù sao tu vi mới thần quân ngũ trọng A. Nói đến đây, đám người trầm mặc. Thần quân ngũ trọng, có thể có chiến lực như vậy, đã là kỳ tích, bọn họ nội tâm chỗ sâu, là không nguyện ý nhìn thấy Lục Minh tiếp tục tiến lên. Như thế, đối bọn hắn đả kích quá lớn. Cho nên bọn họ nội tâm chỗ sâu, đang mong đợi Lục Minh có thể thua. Nhiếp Thập Tam cầm trong tay trường thương, chỉ phía xa Lục Minh, cường đại mũi thương không ngừng phụt ra hút vào. Hắn hướng về Lục Minh, ánh mắt lộ ra chiến ý mãnh liệt. Lục Minh chiến lực, cũng làm cho hắn chấn kinh, nhưng là, hắn nhất định phải đánh bại Lục Minh. Ở Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố sau khi bắt đầu, hai người đồng thời động. Hưu. Nhiếp Thập Tam trường thương, như một con rắn độc đồng dạng, đâm về phía Lục Minh mi tâm. Tốc độ nhanh chuẩn hung ác, hoàn toàn xuyên thủng hư không, trong phút chốc, liền gần sát Lục Minh trước người. Oanh! Lục Minh trực tiếp đấm ra một quyền. Đối mặt Nhiếp Thập Tam, Lục Minh không dám chút nào chủ quan, vừa ra tay, hắn liền kích phát chiến tự quyết gấp 5 chiến lực. Một quyền này, trực tiếp đánh trúng Nhiếp Thập Tam trường thương mũi thương, bộc phát ra một tiếng kịch liệt oanh minh, hai người giao phong địa phương. Kích phát ra thôi sáng quang huy, cuồng bạo kinh khí, như tầng mấy trăm sóng lớn đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà ra. Đón lấy, một bóng người hướng về phía sau nhanh lùi lại. Là Lục Minh. Hắn lui về sau mấy trăm mét, bước chân dẫm chiến đài ầm ầm nổ vang, mấy trăm mét về sau, mới ngừng lại được. Lực lượng thật mạnh, thật là sắc bén công kích. Lục Minh than nhẹ, hắn trên nắm tay, xuất hiện một cái nhàn nhạt huyết động, máu tươi chảy ròng. Là vừa mới bị Nhiếp Thập Tam trường thương đánh ra đến. Chặn lại, cái này Mục Vân chiến lực, thế mà so trước đó lại mạnh một chút, không thể tưởng tượng nổi. Có người kinh hô. Lục Minh trước đó cùng những người khác đại chiến thời điểm, nhất triển khai thêm chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, mà lúc này, thì triển ra chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, tự nhiên kinh động đến hiện trường đám người. Mục Vân đích xác lợi hại, nhưng là cùng Nhiếp Thập Tam một so, vẫn có chênh lệch rất lớn. Không sai. Một chiêu phía dưới, Mục Vân bị thương, hắn quả nhiên không phải Nhiếp Thập Tam đối thủ. Khó mà nói a, vạn nhất Mục Vân còn có át chủ bài đây. Lời vừa nói ra, hiện trường yên tĩnh. Còn có át chủ bài. Nghe cảm thấy không thể tưởng tượng được, nhưng là vạn nhất đây. Rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau, đến nơi này một màn, bọn họ thật đoán không được Lục Minh. Vạn nhất, thật còn có át chủ bài cũng nói không chừng đấy chứ. Một chút vừa rồi lời thề son sắt nói Lục Minh tất bại người, cũng không dám nói tiếp nữa, sợ đến lúc đó bị đánh mặt. Giết! Nhiếp Thập Tam hét lớn, sát khí trùng tiêu. Hắn cũng không phải đối Lục Minh động sát tâm, mà là hắn tu luyện đoạt mệnh 13 thương, mỗi một súng đoạt mệnh, chỉ cần vừa thi triển, chính là sát khí trùng tiêu. Hiu hiu hiu! Nhiếp Thập Tam trường thương, biến thành huyễn ảnh, như ong vỡ tổ hướng về Lục Minh đâm tới. Nhanh! Thực sự quá nhanh, nhanh đến cực điểm. Không chỉ có nhanh, hơn nữa uy lực cũng cường đại đến cực điểm, ở kỹ thuật bắn súng như vậy phía dưới, thông thường chuẩn hoàng, tuyệt đối là một thương mấy cái, không có chút nào sức hoàn thủ. Trước không cần trọng lực châu. Lục Minh mắt sáng lên, dự định lấy thực lực bản thân đối kháng một lần,
nhìn không thể kích phát tiềm năng, đột phá gông cùm xiềng xích. Tới đi. Lục Minh thét dài, toàn thân trên dưới, mỗi một tế bào đều rung động. Lục Minh bộc phát toàn lực, toàn thân mỗi một tế bào đều rung động, mỗi một tế bào bên trong cấm kỵ chi lực, đều lẫn nhau đan vào một chỗ. 60 vạn ức cái tế bào lực lượng, hợp thành một cái chỉnh thể. Đồng thời, tế bào bí thuật, cũng tụ lại, ẩn mà không hiển. Rầm rầm rầm. Lục Minh huy quyền, trong nháy mắt xung quanh thân thể của hắn, xuất hiện rậm rạp chằng chịt quyền ảnh, hướng về Nhiếp Thập Tam trường thương đánh tới. Kịch liệt oanh minh, vang vọng thương khung, hai người đại chiến kịch liệt. Bất quá, thiếu trọng lực châu tình huống phía dưới, Lục Minh chiến lực, cuối cùng so thần hoàng cấp kém một đoạn, không phải là đối thủ. Hai người giao thủ một cái, Lục Minh liền hoàn toàn bị áp chế, quyền ảnh bị đánh tan, có trường thương đâm trúng Lục Minh. Phốc, huyết quang văng khắp nơi, Lục Minh thân thể, bị một đạo thương ảnh xuyên thủng, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Bất quá, Lục Minh bị thương thân thể, đang nhanh chóng khôi phục, đối hắn chiến lực, không có chút nào ảnh hưởng. Có chút tác dụng, nhưng là không đủ. Lục Minh cảm giác, Nhiếp Thập Tam là có thể cho hắn một chút áp bách, kích phát ra tiềm năng, nhưng là không đủ, luôn cảm giác kém một chút, không thể giúp hắn đột phá thần quân lục trọng. Giết! Nhiếp Thập Tam thét dài, cũng không có bởi vì chiếm cứ thượng phong, thì có buông lỏng, đoạt mệnh 13 thương chấn động, thế công như điên, tiếp tục thẳng hướng Lục Minh. Lục Minh tiếp tục đối kháng, mấy chiêu về sau, lại bị đánh trúng. Nhiếp Thập Tam tốc độ công kích cùng lực lượng, đều quá mạnh, Lục Minh khó có thể hoàn toàn phòng ngự ngủ. Hắn tu vi, dù sao mới thần quân ngũ trọng, cùng chuẩn hoàng cách biệt quá xa, huống chi, Nhiếp Thập Tam bản thân liền là loại kia yêu nghiệt cấp độ thiên kiêu. Mục Vân tiểu tử này, rốt cuộc phải bại. Hy vọng hắn bị Nhiếp Thập Tam đánh giết. Hàn Phong cùng Tề Bình, cực hận Lục Minh, giờ phút này nhìn thấy Lục Minh hoàn toàn rơi vào hạ phong, trong lòng đại hỉ, hy vọng Lục Minh chết ở Nhiếp Thập Tam đoạt mệnh 13 thương phía dưới. Thậm chí một số người khác, cũng cho rằng Lục Minh phải thua. Nếu như Lục Minh còn có át chủ bài, làm sao chả không thi triển đi ra. Chờ bản thân thương thế quá nặng thi triển đi ra, cái kia đã chậm, không có người sẽ làm như vậy. Nhưng là Lục Minh hết lần này tới lần khác sẽ làm như vậy. Hai người liên tục giao phong, Lục Minh lại bị đả thương mấy lần, nhưng là, vẫn không có giúp hắn đột phá. Không đủ, áp lực còn chưa đủ, không thể đối ta tạo thành uy hiếp chí mạng, bởi vì tự ta trong lòng rõ ràng, ta còn có át chủ bài không có sử dụng, cho nên áp lực còn chưa đủ, kích phát không ra quá mạnh tiềm năng, giúp ta nhất cử đột phá. Muốn đột phá, vẫn là muốn nhìn Tử Dương Châu cùng Phong Bằng hai người, như vậy, ta cũng không cần thiết tiếp tục dò xét. Lục Minh hơi suy nghĩ, cấm kỵ chi lực, không ngừng tràn vào đến hắn cổ tay trái trọng lực châu bên trên. Lục Minh trên cổ tay phải, mang theo là cầu cầu. Cổ tay trái bên trên, mang theo là trọng lực châu. Trọng lực châu không có sử dụng thời điểm, thoạt nhìn rất phổ thông, giống như là 12 cái thông thường thạch châu. Ông, trong đó hai cái trọng lực châu, phát ra ánh sáng mông lung huy, sau đó bay ra ngoài, kịch liệt biến lớn, một cổ kinh khủng trọng lực, bộc phát ra, đem toàn bộ chiến đài đều bao phủ ở bên trong. Hai cái trọng lực châu trọng lực, đã phi thường kinh người, liền xem như thần hoàng cảnh cường giả, cũng phải nhận ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa theo Lục Minh tu vi tăng lên, đồng dạng hai khỏa trọng lực châu trọng lực, cũng sẽ tương ứng tăng lên. Quả nhiên, Nhiếp Thập Tam cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Bị trọng lực bao phủ, trường thương trong tay của hắn, trở nên nặng nề như núi, vận chuyển lại, độ khó lớn tăng, tốc độ trở nên chậm rất nhiều. Ngay cả hắn bản thân thể, đều trở nên nặng nề vô cùng. Hắn không thể không vận chuyển một bộ phận thần lực, đi chống đối trọng lực áp bách, cứ như vậy, hắn lực công kích, tự nhiên cũng giảm bớt rất nhiều. Giết! Lục Minh hét lớn, thừa cơ phát động tiến công, huy quyền dồn sức đánh, liên tục công ra mười mấy quyền, mỗi một đạo quyền kình, đều có xuyên qua hư không, oanh bạo tinh cầu uy lực. Hơn 10 đạo quyền kình, hướng về Nhiếp Thập Tam đánh tới. Uống! Thời khắc mấu chốt, Nhiếp Thập Tam trong tiếng hít thở, đột nhiên huy động trường thương. Oanh ra hơn 10 đạo mũi thương, cùng Lục Minh quyền kình đánh vào cùng một chỗ. Hai người công kích, lại một lần nữa liên tục va chạm. Lần này, hai người thân hình, cũng hơi lui lại. Nhiếp Thập Tam mạnh mẽ chặn lại Lục Minh công kích. Nhiếp Thập Tam chiến lực, chân chính đạt tới thần hoàng cấp, cho dù ở trọng lực châu bao phủ xuống, y nguyên có thể ngăn cản Lục Minh công kích. Ban đầu ở Thiên Việt Thần Quốc di chỉ bên trong, Lục Minh từng cùng chân chính thần hoàng nhiều lần đại chiến. Đặc biệt là cùng Thiên Hoàng tộc Thần Hoàng, đại chiến kịch liệt nhất,
Lục Minh phối hợp trọng lực châu mới có thể cùng đối phương đánh hòa nhau. Bất quá, ở Thiên Việt Thần Quốc cùng Lục Minh đối chiến là Thiên Hoàng tộc Thần Hoàng. Thiên Hoàng tộc dù sao cũng là đại tộc, Thiên Hoàng tộc Thần Hoàng chiến lực cũng phải so phổ thông chủng tộc Thần Hoàng mạnh hơn một chút. Mà Nhiếp Thập Tam chỉ là đạt đến phổ thông Thần Hoàng chiến lực, cho nên so với Lục Minh toàn lực công kích tới còn hơi kém hơn một chút. Cho nên, hắn lui càng xa, Lục Minh lui về phía sau càng ít. Đụng. Lục Minh vừa ổn định thân hình về sau, bước chân đạp mạnh, tiếp tục hướng về Nhiếp Thập Tam đánh tới. Nhiếp Thập Tam không cam lòng bị đánh bại, kiệt lực phản kích. Lần này, hai người đại chiến mới chính thức kịch liệt. Không ngừng đánh giết, kinh khí bốn phía, trong nháy mắt chính là hơn 10 chiêu. Nhưng, Nhiếp Thập Tam vẫn là hơi yếu một bậc, từ từ rơi vào hạ phong, bị Lục Minh áp chế. Cái này, người chung quanh đều có chút mộng bức. Bọn họ trước đó hoài nghi Lục Minh còn có át chủ bài không có sử dụng, không nghĩ tới, thật vẫn có. Dù sao, bảo vật cũng là thuộc về tự thân một bộ phận. Giống trước đó cuồn cuộn, hoặc là Nhiếp Thập Tam, cái kia không dùng sử dụng bảo vật. Mênh mông cung tiễn, Nhiếp Thập Tam trường thương, đều là đỉnh cấp bảo vật, đỉnh cấp thần khí. Bọn họ đều không biết có thể nói gì, chỉ có thể chết lặng nhìn xem. Vù vù. Bỗng nhiên, Nhiếp Thập Tam cường thế biến đổi, mấy đạo mũi thương phá không mà lên, đâm về phía trọng lực châu. Hiển nhiên, hắn là muốn hủy đi trọng lực châu. Nếu như Lục Minh không có trọng lực châu, tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Nhìn thấy Nhiếp Thập Tam hành vi, Lục Minh không có ngăn cản, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hủy diệt trọng lực châu, khả năng sao? Trọng lực châu không biết là tài liệu gì rèn đúc mà thành, kiên cố không phá vỡ nổi, căn bản không có khả năng hủy diệt. Trước đó, không phải là không có Thần Hoàng nghĩ tới biện pháp này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Tương xứng, liên tục mấy đạo mũi thương, đánh vào trọng lực châu bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, bất quá, trọng lực châu chỉ là bị đánh bay ra ngoài, cũng không có bị phá hủy, ở Lục Minh thao túng phía dưới, lại bay trở về. Mà Nhiếp Thập Tam, bởi vì phân tâm công kích trọng lực châu, một cái sơ sẩy, bị Lục Minh quyền kình đánh trúng. Phốc, Nhiếp Thập Tam thân thể chấn động mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhanh lùi lại. Cơ hội như vậy, Lục Minh sao lại bỏ lỡ, bay người lên phía trước, chiến lược như giống như cuồng phong bạo vũ oanh kích mà xuống. Nhiếp Thập Tam kiệt lực ngăn cản mấy chiêu, nhưng là mới vừa bị đánh trúng, khí huyết không khoái, chiến lược càng yếu, hơn càng thêm không phải Lục Minh đối thủ, lại bị Lục Minh quyền kình quét trúng, kém chút đem người đánh ra một cái lỗ thủng. Ta nhận thua. Cuối cùng, Nhiếp Thập Tam kêu một tiếng. Cuối cùng, Nhiếp Thập Tam nhận thua. Hắn biết rõ, tiếp tục đánh, căn bản không có khả năng thắng, ngược lại sẽ thụ nặng hơn thương thế. Hắn tâm lý thở dài, nhìn về phía Lục Minh ánh mắt, tràn đầy kỳ lạ. Hắn không nghĩ tới, một lần này đến Thiết Hải Tinh vực quần, lại có thể biết đụng phải Lục Minh dạng này yêu nghiệt. Thần quân ngũ trọng, thế mà đánh bại hắn. Loại nhân vật này, top 10 chủng tộc có sao? Lại hoặc là, trong thiên cung mới có. Hắn không xác định, bởi vì hắn trước kia, căn bản không có đụng phải. Theo Nhiếp Thập Tam nhận thua, Lục Minh cũng không có tiếp tục tiến công, phi thân mà lui, khí tức ẩn phục xuống dưới. Lợi hại. Nhiếp Thập Tam nhìn xem Lục Minh, cho dù là tán thưởng, cũng là tỏ vẻ nghiêm trang, không nghĩ tới, ở nơi này Thiết Hải Tinh vực quần, thế mà đụng phải ngươi dạng này thiên kiêu, ngươi hiện tại tu vi là yếu một chút, đợi một thời gian, chờ ngươi tu vi tăng lên, nhất định có thể danh liệt vũ trụ thiên kiêu bảng bên trong. Vũ trụ thiên kiêu bảng sao? Lục Minh lẩm bẩm một tiếng. Vũ trụ thiên kiêu bảng, hắn tự nhiên là nghe qua. Nghe nói, một phần này bảng danh sách, tổng cộng tống ra hồng hoang vũ trụ, 100 khoáng thế yêu nghiệt thiên kiêu. Vũ trụ mênh mông, vô số chủng tộc, vô số thế lực, vô số sinh linh bên trong, chỉ có 100 người, có thể leo lên vũ trụ thiên kiêu bảng, cái này hàm kim lượng, không thể nghi ngờ là 10 phần. Từng cái đều là khoáng thế yêu nghiệt, đều là truyền kỳ, tương lai, là có cực lớn có thể trở thành vũ trụ bá chủ. Hơn nữa, vũ trụ thiên kiêu bảng, sẽ lúc nào cũng thay đổi, một khi có biến động, liền sẽ thông qua mộng huyễn thần ngọc công bố ra. Lấy Lục Minh thực lực bây giờ, cùng vũ trụ thiên kiêu bảng bên trên thiên kiêu so, rất kém nhiều. Nhưng là, Lục Minh vượt cấp mà chiến năng lực quá mạnh, chờ hắn tu vi tăng lên, nhất định có thể danh liệt trong đó, có thể nói, Nhiếp Thập Tam lời ấy, đúng cực đánh giá cao. Tạ, Lục Minh mỉm cười. Trận chiến này, Lục Minh thắng. Ha ha ha. Vương trưởng môn nhịn không được cười ha hả, vô cùng thoải mái.
Lục Minh lại có thể chiến thắng Nhiếp Thập Tam, cái này hoàn toàn vượt quá hắn đoán trước. Cứ như vậy, Lục Minh phải chăng có thể đánh bại Hách Hàn đây? Coi như không thể đánh bại, Lục Minh chí ít cũng có thể danh liệt đệ tứ, bởi vì trừ cái này mấy người, không người là Lục Minh đối thủ. Lục Minh ít nhất có thể lấy được 5 phen thắng lợi. Một trận thắng lợi, chính là 200 phân A, 5 phen thắng lợi, chính là 1.000 điểm. Phong Đô Kiếm Phái, có thể vọt tới tên thứ mấy? Top 10 không cần phải nói, đã sớm ổn. Có thể vọt tới đệ lục, vẫn là đệ ngũ. Đệ nhất không cần nghĩ, khẳng định là không thể nào, bởi vì chênh lệch quá xa, nhưng coi như vọt tới đệ lục đệ ngũ, đó cũng là cực kỳ kinh người A, sáng tạo ra Phong Đô Kiếm Phái lịch sử, có thể nhiều thu hoạch được rất nhiều chân quý tài nguyên. Không chỉ có là Vương trưởng môn, Phong Đô Kiếm Phái những người khác, cũng nguyên một đám trên mặt treo đầy nụ cười. Chỉ có một người không giống nhau, kia liền là Tề Bình, sắc mặt hắn âm trầm muốn chết. Mà Hàn Phong, càng là răng đều muốn cắn nát. Lục Minh lui xuống chiến đài, những người khác tranh tài tiếp tục. Cũng không có cái gì ngoài ý muốn, như Tử Dương Châu, Phong Bằng, Hách Hàn, đều lấy được thắng lợi. Hắc Huyết Điện Ngụy Cấm, lại bị người đánh bại. Một vòng qua đi, mới một vòng bắt đầu. Lần này, Cuồn Cuộn cùng Nhiếp Thập Tam đối mặt, hai người bị người cho rằng chênh lệch không bao nhiêu, một trận đại chiến, tự nhiên vô cùng kịch liệt. Hai người chiến lực tương đương, giết tới cuồng, một mực đại chiến mấy trăm chiêu. Cuối cùng, vẫn là Nhiếp Thập Tam hơi mạnh hơn một chù, đoạt mệnh 13 thương phá Hách Hàn phòng ngự, thắng một chiêu, lấy được thắng lợi. Cái này khiến Phong Đô Kiếm Phái mắt người sáng lên. Lục Minh đánh bại Nhiếp Thập Tam, Nhiếp Thập Tam đánh bại Hách Hàn. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, Lục Minh cũng có thể đánh bại Hách Hàn. Nếu như vậy, Lục Minh coi như có thể vọt tới người thứ ba. Người thứ ba, thế nhưng là ngoài định mức còn có 200 tích phân tưởng thưởng, hơn nữa 6 phen thắng lợi tích phân, Phong Đô Kiếm Phái tích phân sẽ bao nhiêu? Suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động. Hách Hàn cùng Nhiếp Thập Tam một trận chiến qua đi, lại trải qua một trận tranh tài, đến phiên Lục Minh ra sân. Lần này, Lục Minh đối mặt Hắc Huyết Điện Ngụy Cấm. Ngụy Cấm sắc mặt, khó coi muốn chết. Trước đó, Ngụy Cấm còn ở Hắc Huyết Điện điện chủ đám người trước mặt khoe khoang khoác lác, nói phải giải quyết Lục Minh cùng Phong Đô Kiếm Phái người, một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Nhưng là ai biết, Lục Minh đằng sau đại bảo phát, triển lộ ra thực lực, đã vượt xa hắn. Giờ phút này, hắn đối mặt Lục Minh, nên làm cái gì? Trực tiếp nhận thua, đây không phải là trực tiếp đánh mặt mình. Không nhận thua, chờ lấy bị ngược. Ngụy Cấm biểu thị, hắn quá khó khăn. Không phải liền là được mời đến một cái nho nhỏ thiết hải tinh vực quần, giúp Hắc Huyết Điện tranh tài một chút sao, làm sao sẽ đụng phải chuyện như thế? Ngươi còn không lên đài. Lục Minh đứng ở trên chiến đài, ở trên cao nhìn xuống trông xuống Ngụy Cấm. Ta. Ngụy Cấm trong lòng có một vạn con tàu mẹ nó băng đằng mà qua, cuối cùng hóa thành một câu ta nhận thua. Không nhận thua làm được hả? Đi lên bị ngược, đây còn không phải là thảm hại hơn. Nói xong, Ngụy Cấm cúi đầu, cũng không dám nhìn Hắc Huyết Điện người, chủ yếu là lời khi trước, nói quá vẹn toàn, hiện tại mặt bị đánh đùng đùng vang, nhưng hắn cảm giác mặt nóng hừng hực. Hắc Huyết Điện điện chủ đám người, sắc mặt cũng âm trầm muốn chết. Lúc đầu, Hắc Huyết Điện trước kia một mực là có thể áp Phong Đô Kiếm Phái một con, nhưng rất rõ ràng, Hắc Huyết Điện một lần này, hoàn toàn bị Phong Đô Kiếm Phái áp chế. Tất cả những thứ này, hoàn toàn là bởi vì một người, chính là Lục Minh. Người này là Phong Đô Kiếm Phái đệ tử sao? Hay là ngoại viện? Hắc Huyết Điện điện chủ lo lắng. Nếu như là ngoại viện còn tốt, nếu như là Phong Đô Kiếm Phái đệ tử, vậy liền kinh khủng. Tương lai trưởng thành, nào còn có Hắc Huyết Điện nơi sống yên ổn. Lục Minh liền nhẹ nhàng như vậy lấy được thắng lợi, lui trở về trên chỗ ngồi. Đã thắng lợi 4 trận, còn lại còn có 4 trận. Còn dư lại 4 trận bên trong, liền bao gồm Tử Dương Châu cùng Phong Bằng, còn có Cuồn Cuộn. Không lâu sau đó, Lục Minh trận thứ 5 tiến đến, một lần này, Lục Minh đối thủ là Hách Hàn. Hách Hàn chiến lược, cùng Nhiếp Thập Tam không sai biệt lắm, hơn nữa vừa động thủ, Hách Hàn liền lựa chọn phòng ngự tư thái, rõ ràng là muốn hao hết Lục Minh thần lực, sau đó đánh bại Lục Minh. Đáng tiếc, hắn bàn tính đánh nhầm. Cấm kỵ chi lực bao trùm 60 vạn ức cái tế bào, liên tục chảy dài, mặc dù không bằng lượng tự quyết, có thể chứa đựng số lớn thần lực, nhưng là cũng không có dễ dàng như vậy tiêu hao hết. Cuối cùng, hai người qua một phen kịch chiến, Lục Minh đánh bại Hách Hàn. Cứ như vậy, Lục Minh trên cơ bản cũng đã khóa chặt 3 vị trí đầu.
Trận này quyết đấu đỉnh cao qua đi, rất nhanh phát hiện trận hoàn toàn bị đốt. Bởi vì, một trận ở mọi người nhìn lại, chân chính quyết đấu đỉnh cao, rốt cục lại tới. Tử Dương Châu, đối Phong Bằng. Hai người, rốt cục đụng phải. Mặc dù, bây giờ cách kết thúc, còn có tầm vài vòng. Nhưng là ở mọi người nhìn lại, đây đã là quyết chiến cuối cùng. Tử Dương Châu cùng Phong Bằng, ai thắng, người đó là một lần này quán quân, một lần này đệ nhất. Trái lại, kẻ bại, lại là người thứ hai. Không có lời thừa thãi, hai người đại chiến bạo phát. Tử Dương Châu cùng Phong Bằng, triển khai quyết đấu đỉnh cao. Vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Phong Bằng hóa thân phong chi nguyên linh, mà Tử Dương Châu, cơ hồ hoàn toàn hóa thành tử sắc mặt trời. Đại chiến tới đỉnh phong thời khắc, Tử Dương Châu từ tinh không xa xôi, câu đến một chùm tử quang, quỷ thần khó lường. Dựa vào này ánh sáng, hắn lập tức chiếm cứ thượng phong, chế trụ Phong Bằng. Tử khí đông lai quyết. Có lão bối nhân vật kinh hô, nhận ra loại đáng sợ này công phạt thủ đoạn. Cuối cùng, Phong Bằng cùng Tử Dương Châu đại chiến hơn 200 chiêu, Tử Dương Châu dựa vào tử khí đông lai quyết, đánh bại Phong Bằng. Ba hạng đầu thứ tự, đi ra. Đệ nhất, Tử Dương Châu, đệ nhị Phong Bằng, đệ tam Mục Vân. Mặc dù so sánh thi đấu còn có 3 vòng, còn chưa kết thúc, nhưng là mọi người đã đem mọi người xếp hạng bài xuất đến. Không có người sẽ cho rằng Lục Minh có thể thắng qua Tử Dương Châu cùng Phong Bằng, Lục Minh trước đó cũng đã dốc hết toàn lực, hẳn không có lá bài tẩy. Rất nhiều thế lực đã bắt đầu yên lặng tính ra điểm số, chờ tranh tài kết thúc, lựa chọn thế nào tinh cầu tư nguyên. Vương trưởng môn cũng là như thế, hắn ở trong lòng, yên lặng tính ra, một lần này Phong Đô kiếm phái, có thể được cái gì dạng xếp hạng. Đệ ngũ, vương trưởng môn tâm, hung hăng nhảy lên mấy lần. Người thứ năm, đây là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ thứ tự. Tư nguyên minh ước về sau, 18 cái thế lực chọn lựa tinh cầu tư nguyên, là dựa theo xếp hạng trước sau đến chọn lựa. Hạng nhất, có thể người chọn đầu tiên tuyển 3 cái tinh cầu tư nguyên, người thứ nhất chọn lựa 3 cái về sau, đến phiên người thứ hai chọn lựa 3 cái tinh cầu tư nguyên. Như thế vòng xuống tới. Xếp hạng càng đến gần trước, tự nhiên sẽ đem tốt nhất tinh cầu tư nguyên chọn lấy, xếp hạng càng cao phía trước, càng có thể được tốt tài nguyên. Xếp hạng dựa vào sau, chờ trước mặt thế lực chọn lựa kết thúc, phía sau cái đó có gì tốt tinh cầu tư nguyên. Người thứ năm, có thể chọn lựa đến tinh cầu tư nguyên, đã tốt vô cùng. Vương trưởng môn trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ, làm như thế nào chọn lựa tinh cầu. Tại mọi người tâm tư dị biệt bên trong, vòng thứ năm tranh tài, bắt đầu. Một vòng này tỉ thí, mặt khác không có cái gì có thể nhìn, nhất kình bảo, chính là Lục Minh. Trận chiến này, Mục Vân đối Tử Dương Châu. Lục Minh, trực tiếp đối chiến mạnh nhất một người. Rốt cuộc phải đối mặt, không biết Mục Vân có thể cùng Tử Dương Châu đại chiến bao nhiêu chiêu. Khó mà nói, dựa theo trước đó hai người biểu hiện ra thực lực, Tử Dương Châu cơ hồ có thể nghiền ép Mục Vân rất khó chống cự. Không sai, một cái có thể đánh giết thần hoàng chiến lực, một cái chỉ có thể chống lại, chênh lệch xác thực rất lớn. Nói như vậy, một trận chiến này không có bất ngờ. Cái này, có người không nói, bởi vì Lục Minh thực sự để người nhìn không thấu. Cũng là bởi vì nhìn không thấu, mới để cho mọi người còn có hứng thú, bởi vì tràn đầy không xác định tính. Ngươi không nhận thua. Tử Dương Châu hướng về Lục Minh, nghiêm túc hỏi. Tại sao phải nhận thua? Ta rất chờ mong một trận chiến này. Lục Minh mỉm cười nói, chiến ý cường thịnh. Như vậy nhìn đến, ngươi còn có lá bài tẩy. Tử Dương Châu hỏi, hắn đồng dạng tràn ngập chiến ý. Thiên kiêu, là không sợ khiêu chiến. Tử Dương Châu lời ấy, khiến người khác trong lòng đại chấn, chẳng lẽ Lục Minh thật còn có át chủ bài? Không có. Lục Minh rất thẳng thắn lắc đầu, nói, không có lá bài tẩy, ta trước đó triển lộ ra thực lực, chính là ta đỉnh phong chiến lực. Cũng không phải sinh tử quyết chiến, không có cái gì tốt phủ nhận, mà còn chờ một lần vừa động thủ, người khác cũng sẽ biết rõ, hắn cực hạn ở nơi nào. Vậy ngươi còn dám cùng ta động thủ? Tử Dương Châu hiếu kỳ. Ta sắp đột phá, ngươi hiểu chứ? Lục Minh cười một tiếng. Ngươi muốn dùng ta làm bàn đạp để ngươi đột phá. Tử Dương Châu trong mắt bắn ra thôi sáng quang huy, cả người bị tử sắc thần quang bao phủ ở bên trong. Bất luận kẻ nào bị người cầm tới làm bàn đạp, cũng sẽ không sảng khoái, đặc biệt là hắn loại này yêu nghiệt thiên kiêu. Những người khác cũng có chút chố mắt đứng nhìn. Lục Minh lại để cho cầm Tử Dương Châu xem như bàn đạp, dùng để đột phá, thật to gan, đây là đang đùa lửa. Hiểu lầm, cũng không có ý tứ bắt ngươi làm bàn đạp, chỉ là bởi vì ngươi mạnh,
có thể mang đến cho ta áp lực rất lớn, những người khác làm không được. Lục Minh nói rất trực bạch, bên cạnh, hắn và Lục Minh đối chiến qua Thiên Kiêu, sắc mặt một trận đỏ lên. Lục Minh lời này, quá đả kích người, bọn họ liền cho Lục Minh mang đến áp lực đều không làm được sao. Ngươi phải biết, ngươi đây là đang đùa lửa, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Tử Dương Châu nói, ngươi tuyệt đối không nên hạ thủ lưu tình. Lục Minh mỉm cười nói, vậy liền, bắt đầu đi. Lúc này, Thiên Hoành giáo chủ tuyên bố, oanh, Lục Minh xuất thủ trước, đối mặt Tử Dương Châu, hắn không dám chút nào chủ quan. Chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, phát động. Trọng lực châu, thôi động. Lập tức, Lục Minh liền dùng ra chiến lực mạnh nhất, cả người hóa thành một đạo quang ảnh, xông về Tử Dương Châu. Rầm rầm rầm. Trong chớp mắt, Lục Minh liền đánh ra gần 100 quyền, trên trăm đạo quyền kình quán thông hư không, phô thiên cái địa hướng về Tử Dương Châu đánh xuống đi. Tử Dương Châu trên người cũng tràn ngập thôi sán quang huy, tử sắc thần quang bao phủ. Tử Dương thần quyền. Tử Dương Châu quát nhẹ, đồng dạng huy quyền mà ra, hắn quyền kình cùng Lục Minh không giống nhau, mà là từng vòng tử sắc mặt trời. Tử Dương giữa trời, trong chớp mắt, có cửu luân tử sắc mặt trời hướng về Lục Minh ép tới. Cửu luân tử dương, hoành áp giữa trời, Lục Minh quyền kình không ngừng sụp đổ. Cửu luân tử dương còn sót lại năng lượng, tiếp tục hướng về Lục Minh nghiền ép đi. Ông, lúc này, cường đại trọng lực, ầm vang đè xuống, cửu luân tử dương bị cường đại trọng lực áp bách, một trận lay động, như trong gió tàn hỏa, bị gió thổi, rất nhanh liền dập tắt. Đồng thời, cường đại trọng lực, cũng là Tử Dương Châu bao phủ ở bên trong. Trọng lực sao, điểm ấy trọng lực, có thể khốn không được ta. Tử Dương Châu thét dài, hai tay chấn động, tử khí tăng vọt, cùng trọng lực bộc phát đối kháng kịch liệt, phát ra suy suy thân hình, thậm chí có hỏa tinh xông ra. Bá! Tử Dương Châu mạnh mẽ phá mở trọng lực áp chế, phóng tới Lục Minh, song quyền vung ra, lại có tử sắc mặt trời, áp hướng Lục Minh. Loại này tử sắc mặt trời, cực kỳ khủng bố, nếu như trong tinh không đánh đi ra, giống như là một cái chân chính hằng tinh đồng dạng, nhiệt độ cao kinh người, không chỉ có như thế, còn có đáng sợ lực xuyên thấu. Bất quá, Lục Minh không sợ chút nào, bước chân đạp mạnh, thân thể đồng dạng liền xông ra ngoài, vung hai nắm đấm, mãnh lực oanh ra. Phanh phanh phanh, không có dư thừa sức tưởng tượng, cương mãnh công kích đụng vào nhau, sinh ra đáng sợ bạo tạc. Trong nháy mắt, hai người giao thủ mấy chục chiêu. Về mặt chiến lược, Tử Dương Châu đích xác ở Lục Minh phía trên, nhưng là Lục Minh lấy trọng lực châu áp bách Tử Dương Châu, cùng những người khác một dạng, Tử Dương Châu đối kháng trọng lực, cũng là cần phân ra số lớn thần lực, cho nên, trong lúc nhất thời, hắn cũng không làm gì được Lục Minh. Hai người kịch chiến không lùi. Đụng. Tử Dương Châu đột nhiên biến quyền làm chỉ, một chỉ điểm ra, tốc độ bỗng nhiên bạo tăng, điểm ở Lục Minh bờ vai bên trên, đem Lục Minh bả vai, xuyên thủng ra một cái lỗ máu. Nhưng là, Lục Minh thực lực không có chút nào ảnh hưởng, thừa cơ một quyền đánh vào Tử Dương Châu trên ngực. Lục Minh một quyền đánh vào Tử Dương Châu trên ngực, bất quá Tử Dương Châu toàn thân trải rộng tử sắc hà quang, những cái này hào quang, cũng không phải đơn giản bài trí, còn có cường đại hộ thể công hiệu. Xì xì xì. Lục Minh nắm đấm, cùng tử sắc hà quang phát sinh kịch liệt ma sát, chói tai đến cực điểm. Bất quá cuối cùng, Lục Minh phá mở tử sắc hà quang, nắm đấm chính xác đánh vào Tử Dương Châu trên ngực. Đụng. Tử Dương Châu ngực, nổ ra một cái lỗ máu, máu tươi chảy ròng. Bất quá, hắn lực phòng ngự thật là kinh người, Lục Minh một quyền này, chỉ là thương tổn tới hắn gân cốt, cũng không lên tới trái tim. Hai người thân hình đồng thời lui lại. Lợi hại, lấy thương đổi thương đấu pháp, một lần này tư nguyên minh ước, ngươi là người thứ nhất làm bị thương ta người, để tỏ lòng tôn trọng, ta sẽ dùng ra toàn lực của ta. Tử Dương Châu mở miệng, ánh mắt tử quang lấp lóe, hừng hực chiến ý thiêu đốt. Trước đó, hắn cùng với Phong Bằng đại chiến, đều không có thụ thương. Bởi vì Phong Bằng không dám dùng lấy thương đổi thương loại này đấu pháp, bất quá Lục Minh không quan trọng, hắn hiện tại được loại này, thụ ngược đái thể chất, về sau bị đánh cơ hội đoán chừng rất nhiều. Hắn đều quen thuộc, dù sao có thể tăng cao tu vi. Hắn tâm lý còn bản thân an ủi nghĩ, người khác muốn cầu loại cơ hội này đều cầu không đến đây, nếu là có thể lấy được, đoán chừng kêu khóc cầu ngược. Vừa nghĩ như thế, Lục Minh trong lòng liền thoải mái hơn. Tới đi, ngươi tử khí đông lai quyết đây, đừng giấu giếm. Lục Minh lớn tiếng nói, khá là chờ mong. Tử khí đông lai. Tử Dương Châu hét dài một tiếng, bước chân liền đạp kỳ dị bộ pháp, đưa tay nắm vào trong hư không một cái, hư không vô tận bên trong,
Bỗng nhiên có một đạo tử sắc khí thể bay tới, cũng không biết từ nơi nào bay tới, huyền diệu hết sức. Đạo này tử sắc khí thể, bị Tử Dương Châu chộp trong tay, hóa thành một thanh trường kiếm. Bá! Tử Dương Châu vung lên trường kiếm, một đạo kiếm khí màu tím, hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh ánh mắt lộ ra ngưng trọng, đồng thời điên cuồng thôi động tế bào đủ loại bí thuật. Những cái này bí thuật, ở cấm kỵ chi lực điều hòa lại, toàn bộ ngưng kết, hóa thành hai đoàn quang huy. Hai đoàn này quang huy, là đủ loại phòng ngự cùng công kích loại bí thuật ngưng hợp mà thành, cũng chỉ có ở cấm kỵ chi lực tác dụng dưới, mới có thể làm đến bước này. Oanh! Lục Minh đấm ra một quyền, cùng kiếm khí màu tím, đối oanh cùng một chỗ. Trong chớp nhoáng này, Lục Minh rõ ràng nghe được, trong tay hắn cái quang đoàn kia bên trong, phát ra đùng đùng tiếng nổ tung, đó là rất nhiều bí thuật bị oanh nổ lên thanh âm. Lục Minh cảm giác một cỗ cường đại hết sức, vô cùng sắc bén lực lượng, oanh kích ở quả đấm của hắn. Hắn thân thể chấn động, không khỏi hướng về phía sau nhanh lùi lại, đồng thời nắm đấm truyền đến đau rát đau. Lục Minh xem xét, phát hiện hắn trên nắm tay, xuất hiện một đầu thật sâu vết thương, trực thấu xương cốt, máu tươi chảy ròng. Ở hắn cường đại sức khôi phục phía dưới, vết thương nhanh chóng khỏi hẳn. Bất quá Lục Minh y nguyên thất kinh, Tử Dương Châu, thật là mạnh lực công kích. Hắn vừa rồi đoàn kia quang đoàn bên trong, đã ngưng tụ đủ loại phòng ngự bí thuật, công kích bí thuật, nhưng là y nguyên bị phá ra, đả thương hắn. Không sai, lại đến. Tử Dương Châu nhìn thấy Lục Minh đón lấy hắn một kiếm, cũng khá là ngoài ý muốn, thét dài một tiếng, trong tay hắn tử khí biến thành trường kiếm, lại biến hóa, hóa thành hai đoàn khí lưu màu tím, bọc lấy hắn một đôi nắm đấm. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng nhào về phía Lục Minh, song quyền liên tục vung ra. Lại là Tử Dương thần quyền, từng vòng tử sắc mặt trời ngưng tụ mà ra. Nhưng là một lần này Tử Dương thần quyền, có tử khí đông lai quyết gia trì, uy lực chợt tăng rất nhiều. Oanh! Một vầng tử sắc thái dương, áp hướng Lục Minh kiệt lực đối kháng, nhưng là tử sắc mặt trời uy lực quá mạnh, Lục Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tử sắc mặt trời tán phát hào quang, giống như là từng căn cương châm, đâm vào Lục Minh trên người, hơn nữa còn là loại kia cực nóng vô cùng cương châm. Lục Minh trên người, toát ra tỉ mỉ huyết châu, hơn nữa lập tức bốc hơi sạch. Trận trận đau nhói, truyền khắp toàn thân. Không đợi hắn kịp phản ứng, Tử Dương Châu thế công, lại tới. Liên tục mấy vòng tử sắc mặt trời, áp hướng Lục Minh. Tử sắc mặt trời, hào quang vạn trượng, ở tử sắc dưới thái dương, Lục Minh lộ ra hết sức nhỏ bé. Lục Minh thét dài, mảy may không sợ, kiệt lực đối kháng. Nhưng là, Tử Dương Châu thi triển ra tử khí đông lai quyết. Đem chiến lược tăng lên tới đỉnh điểm, đã hoàn toàn vượt qua Lục Minh. Coi như Lục Minh dốc hết toàn lực, cũng khó có thể đối kháng, thân hình không ngừng lùi lại, thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ. Đây là Lục Minh sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, phòng ngự cùng sức khôi phục, đều phi thường kinh người, đổi lại những người khác, đã thua. Mục Vân phải thua, hắn rốt cục khó có thể nghịch thiên, không phải Tử Dương Châu đối thủ. Dù sao, chiến lược chênh lệch quá lớn a, Tử Dương Châu đem chiến lược tăng lên tới đỉnh điểm. Đã có thể chém giết phổ thông thần hoàng nhất trọng tồn tại. Mục Vân cuối cùng chỉ có thần quân ngũ trọng mà thôi. Rất nhiều người nghị luận, có ít người thở dài. Lục Minh chiến lực, không thể không khiến bọn họ sợ hãi thán phục, không thể không khiến bọn họ kính nể. Cho nên, có ít người âm thầm tiếc rẻ, Lục Minh nếu như tu vi lại mạnh hơn một chút, có lẽ thật có thể đánh bại Tử Dương Châu. Nhưng bây giờ, còn chưa đủ. Đương nhiên, đây đối với Hàn Phong, Tề Bình mấy người mà nói, là chuyện tốt. Bọn họ khẩn trương nắm chặt nắm đấm, trong mắt nhìn chòng chọc vào chiến đài phía trên, trong lòng không ngừng cầu nguyện Tử Dương Châu có thể đánh giết Lục Minh. Ít nhất cũng phải phế Lục Minh. Bởi vì Lục Minh chiến lực, đã để bọn họ tim đập rộn lên. Đáng tiếc, bọn họ muốn thấy được, chậm chạp chưa từng xuất hiện. Lục Minh dẻo dai, mạnh biến thái. Hắn rõ ràng hoàn toàn rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị đè lên đánh, trên người bị máu tươi nhiễm đỏ. Thương thế càng ngày càng nặng, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác kiên trì nổi. Còn phải lại đánh sao? Lại đánh mà nói, người khả năng lọt vào không thể nghịch chuyển bị thương, đối với người sau này tu hành rất bất lợi. Tử Dương Châu mở miệng. Hắn cũng không phải là lòng dạ nhỏ mọn người, hắn mặc dù hâm mộ Lục Minh chiến lực, nhưng không ghen ghét, hắn cũng không muốn nhìn thấy Lục Minh dạng này một tôn thiên kiêu, phế trong tay hắn, cái kia không khỏi thật là đáng tiếc. Ngươi liền điểm ấy lực lượng sao? Đánh bại ta đều còn không đủ, còn muốn trọng thương ta, còn kém một chút, ha ha ha. Lục Minh cười to, cố ý khích Tử Dương Châu. Hừ. Tử Dương Châu hừ lạnh,
đem tử khí đông lai quyết cùng tử dương thần quyền, thôi động đến cực hạn, lập tức có 9 vầng mặt trời ngưng tụ mà ra, áp hướng Lục Minh. Tới đi, tới đi. Lục Minh trong mắt, bắn ra sáng chói mà mong đợi quang huy. Nhanh! Hắn sắp đột phá, qua mới vừa đại chiến, trong thân thể của hắn tiềm năng, không ngừng bị kích thích ra, hắn cảm giác khoảng cách đột phá thần quân lục trọng, không xa. Chỉ kém một tia, là hắn có thể đột phá. Đối mặt Tử Dương Châu cái này cuồng bạo một đòn, hắn lộ ra vẻ điên cuồng, không những không né tránh, ngược lại chủ động xông về 9 vầng mặt trời. Hắn làm cái gì vậy? Tự tìm cái chết à? Rất nhiều người kinh hãi từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mà Hàn Phong cùng Tề Bình, thì là cuồng hỉ. Lục Minh vốn là bị thương rất nặng, giờ phút này đối mặt Tử Dương Châu một kích toàn lực, hắn thế mà không né tránh, còn chủ động xông đi lên, rất có thể sẽ chết ở dưới một kích này. Tại mọi người chấn kinh, kinh nghi, chờ mong, lo lắng, mừng như điên ánh mắt, Lục Minh cùng Cửu Luân Tử Sắc mặt trời, đụng vào nhau. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, đầy trời tử sắc hà quang, hoàn toàn đem Lục Minh che mất. Thế nào? Ánh mắt mọi người, đều hướng về chiến đài phía trên, muốn xuyên thấu qua tử sắc hà quang, nhìn thấy Lục Minh tình huống. Bá! Sau một khắc, một bóng người, từ tử sắc hà quang bên trong bay ra, trọng trọng đập ở trên chiến đài. Là Lục Minh. Trong lòng mọi người đại chấn, ánh mắt trong nháy mắt không thuận hướng về, không biết Lục Minh sống chết. Không chết, còn có khí tức. Có người kêu lên. Bất quá, hắn thương thế, rất nặng. Xem ra, Lục Minh vẫn bại. Cái này bay ra thân ảnh, đích thật là Lục Minh, hơn nữa hắn thương thế, đích xác rất nặng, nhưng xa xa không có người khác nghĩ nặng như vậy. Hắn thương thế, đang nhanh chóng khôi phục, hắn chiến lực, y nguyên bảo trì ở đỉnh phong. Hơn nữa, tiềm năng của hắn, bị kích thích ra một đoạn. Hắn bình cảnh, bị đánh vỡ. Oanh! Trên người hắn, bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, một cỗ thần quang, đem Lục Minh bao phủ. Đây là hắn trước đó chứa đựng ở tế bào tiềm năng bị kích thích ra, hắn thương thế, bằng tốc độ kinh người, đang nhanh chóng khép lại. Hắn khí tức, cũng càng ngày càng mạnh. Thần quân lục trọng, đột phá. Cái gì? Hiện trường đám người, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên, trong mắt trừng tròn vo, tất cả đều là khó có thể tin. Lục Minh, thế mà ở đại chiến, ở sau khi bị thương, đột phá. Đây chính là thần quân cảnh A, cũng có thể dùng loại phương pháp này đột phá. Rất nhiều người cảm giác suy nghĩ của mình đều muốn nổ, theo không kịp tiết tấu. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Giả, giả. Kích động nhất, không ai qua được Hàn Phong cùng ngang bằng, hai người cuồng loạn kêu lên, như muốn như bị điên. Mà Vương trưởng môn, Hàn Tử Lăng đám người, há hốc mồm ra, hoàn toàn ngây dại. Tại đại chiến bên trong đột phá, ở cảnh giới thấp, hoặc là thần cảnh trở xuống, còn có thể, rất phổ biến, rất nhiều yêu nghiệt thiên kiêu, đều có thể làm được. Nhưng là ở thần quân cảnh, tại đại chiến bên trong đột phá, lại cực ít, cơ hồ không có. Thần quân cảnh đột phá, không phải trò đùa, ai không phải qua thời gian dài tích lũy đủ rồi, còn muốn chuyên môn chọn thời gian bế quan, qua thời gian dài thử nghiệm, mới có thể đột phá. Lục Minh cái này đột phá, cũng quá trò đùa a, nhưng hắn hết lần này tới lần khác thành công. Làm sao có thể? Tử Dương Châu cũng khó có thể tin, toàn thân trên dưới tử sắc hà quang, đều một trận run rẩy, có thể thấy được hắn tâm lý đến cỡ nào chấn động. Trước đó, Lục Minh nói muốn nhờ hắn lực lượng, khiến cho bản thân đột phá cực hạn, hắn cho rằng thật buồn cười, cho rằng chỉ là Lục Minh tự đại mà thôi. Như thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Minh thế mà thành công. Hắn thế mà thật trở thành Lục Minh đá đặt chân, Lục Minh đạp trên hắn đột phá tu vi. Dù là Tử Dương Châu phẩm tính không sai, giờ phút này trong mắt cũng tràn ngập lãnh quang. Đột phá thì thế nào? Như thường bại ngươi, tử khí đông lai quyết, lại đến. Tử Dương Châu thét dài, bước chân liền đạp, hai tay ngưng kết huyền diệu ấn pháp. Hưu, thiên ngoại, lại có một đạo khí lưu màu tím bay tới. Tử Dương Châu, lại còn có thể đưa tới một đạo tử khí. Tử khí hội tụ, để Tử Dương Châu trên người tử sắc quang mang, càng thêm nồng nặc. Bước chân hắn đạp mạnh, huy quyền mà ra, Tử Dương giữa trời, hướng về Lục Minh ép xuống. Đến được tốt. Lục Minh thét dài, hắn mới vừa phá thần quân lục trọng, thực lực tăng vọt, cảm giác toàn thân trên dưới, có dùng không hết lực lượng. Hắn lao ngược lên trên, một quyền đánh ra. Oanh! Hư không vụ nổ lớn, cuồng bạo quyền kình, cùng tử sắc mặt trời đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh,
kinh khí như giống như cuồng phong bạo vũ, quét sạch bát phương. Đụng. Lần này, một vầng tử sắc thái dương, bị Lục Minh một quyền sinh sinh oanh bạo ra. Mà Lục Minh thân hình, chỉ là hơi chao đảo một cái. Tử dương châu biến sắc, thần lực bắn ra, tử dương thần quyền liên tục oanh ra, tổng cộng cửu luân tử sắc mặt trời, áp hướng Lục Minh. Vô số tử sắc hà quang, như lợi kiếm một dạng đâm về phía Lục Minh. Bất quá, Lục Minh điều khiển trọng lực châu, bộc phát ra cường đại trọng lực. Theo Lục Minh tu vi tăng lên, cho dù đồng dạng là hai cái trọng lực châu, trọng lực uy lực, cũng so trước đó cường đại một đoạn. Trọng lực đè xuống, liên chiến đài đều khẽ chấn động, giống như muốn không chịu nổi cỗ này trọng lực, từ không trung rơi xuống. Những cái kia như lợi kiếm một dạng tử sắc hà quang, ở trọng lực bao phủ xuống, không ngừng vỡ nát ra, ngay cả cửu luân tử sắc mặt trời, cũng một trận rung động, uy lực giảm thiểu rất nhiều. Oanh, 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 Lục Minh xông tới, liên tục ra quyền. Tu vi tăng lên, cũng là chỉnh thể chiến lực tăng lên. Cấm kỵ chi lực, càng thêm nồng đậm, cứ như vậy, thôi động đủ loại bí thuật, uy lực tự nhiên cũng càng mạnh. Lục Minh trong nháy mắt oanh ra mấy trăm quyền, cùng tử sắc mặt trời đối kháng. Rầm rầm rầm, liên tục vang lên ầm ầm, tử sắc mặt trời, không ngừng bạo tạc, một vòng tiếp một vòng, cuối cùng, chín vầng mặt trời, toàn bộ bị Lục Minh đánh tan. Lục Minh thân thể không ngừng, tiếp tục phóng tới Tử Dương Châu. Tử Dương Châu sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, Lục Minh chỉ là tăng lên một tầng tu vi, chiến lược thế mà tăng lên nhiều như vậy. Bất quá, hắn cũng không sợ, khẽ quát một tiếng, tử khí bộc phát, một vòng tử sắc mặt trời, lại ngưng tụ mà ra. Hai người đều đem hết toàn lực đại chiến, vô cùng kịch liệt, có thể xưng quyết đấu đỉnh cao, so trước đó Tử Dương Châu cùng phong bằng một trận chiến, còn muốn kịch liệt. Trong nháy mắt chính là mấy chục chiêu. Theo đại chiến, Lục Minh cảnh giới càng ngày càng củng cố, lực lượng quán thông toàn thân, xuất thủ uy lực, cũng càng ngày càng mạnh. Oanh, oanh, Lục Minh liên tục ra quyền, đánh tan mấy vòng tử sắc mặt trời, vọt tới Tử Dương Châu trước người, đấm ra một quyền, đáng sợ quyền kình, đánh xuyên Tử Dương Châu hộ thể tử khí, cuồng bạo lực lượng, đánh vào Tử Dương Châu trên thân. Phốc, Tử Dương Châu ho ra đầy máu, thân thể nhanh lùi lại. Trên người bị oanh ra một cái động lớn, kém chút xuyên thủng ra. Tử Dương Châu sắc mặt trắng bệch. Giờ phút này, Lục Minh ở trọng lực châu phối hợp xuống, chiến lực đã vượt qua Tử Dương Châu. Trước đó, Lục Minh ở không có trọng lực châu phối hợp xuống, là khó có thể chống lại một tôn phổ thông thần hoàng nhất trọng cao thủ. Nhưng là bây giờ, Lục Minh đột phá thần quân lục trọng về sau, coi như không có trọng lực châu, hắn đều có thể cùng một tôn phổ thông thần hoàng nhất trọng chống lại, tăng thêm trọng lực châu. Hắn có thể đủ đánh giết dạng này thần hoàng. Hắn chiến lực đã vượt qua Tử Dương Châu. Đương nhiên, chiến lực vượt qua một điểm, không thì rất nhiều tình huống phía dưới, chưa hẳn có thể thắng. Thực tế giao phong bên trong, còn phải xem lâm trận phát huy, đại chiến kinh nghiệm. Nhưng là, đại chiến kinh nghiệm, thế hệ trẻ tuổi, có bao nhiêu người có thể cùng Lục Minh so sánh. Ngoại trừ đế kiếm nhất loại này một đường từ tiểu thế giới giết ra đến, kinh nghiệm chiến đấu có thể so sánh cùng nhau. Hồng hoang vũ trụ những cái này đại tộc thiên kiêu, không có nhiều có thể cùng Lục Minh so sánh. Hơn nữa, Lục Minh đối với chiến đấu, có thiên phú cực mạnh, huống chi, còn có chiến tự quyết đây. Chiến tự quyết, không chỉ có thể tăng lên sức chiến đấu, lĩnh ngộ càng sâu, còn có thể tăng lên thiên phú chiến đấu. Hết tập 248.